chương 291, nếu như có ngày mai chúc phúc ngươi thân ái. Triệu Tuệ Đình dĩ nhiên là không nghe lọt những lời này, chỉ là nói, ta biết. Chờ đến phía sau, Lưu Trí Viễn nói ra hắn thầm mến nữ hài đã kết hôn rồi sự tình. Phía sau hứa dịp còn đi theo một câu ngươi xem tam quốc sao. Ngươi biết rõ Tào Tháo sao. Những lời này, biên tập đoàn đội biên tập thời điểm, còn đặc biệt hỏi Vu Vi có muốn hay không cắt bỏ. Vu Vi hỏi thăm một chút hứa dịp ý kiến. Hứa dịp phản ứng chính là cắt bỏ. Nếu như các ngươi cắt bỏ, ta đây không phải nói vô ích sao? Vu Vi hết ý kiến. Tiểu tử ngươi là không tính ở làng giải trí lăn lộn a. À. Cuối cùng, những lời này vẫn là không có bị cắt bỏ. Mã Lục cuối cùng bưng kính hứa diệp miệng một màn kia, cũng xuất hiện ở tiết mục bên trong. Triệu Tuệ Đình nhìn về phía Triệu Ba, hỏi ba, ngươi không phải để cho ta học tập mà, ta hỏi ngươi a, à, tại sao hứa diệp nói Tào Tháo Mã Lục đem hắn miệng bưng kính, Tào Tháo thế nào? Triệu Ba mặt cũng xanh biết, ấp úng đứng lên. người này nói à ta làm ba ta có thể cho nữ nhi nói cái này sao? Cuối cùng triệu ba chỉ có thể nói, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Hắn càng không nói, triệu tuệ đình lại càng tốt kỳ. Vừa vặn tiết mục bây giờ tiến vào thời gian quảng cáo, triệu tuệ đình cầm điện thoại di động lên cùng các bạn học hàng huyên. Rất nhanh nàng liền được câu trả lời. Bây giờ nàng đã là học sinh lớp 11 rồi, ở độ tuổi này học sinh biết cũng không ít. Có nam đồng học ở trong bầy giải thích. Không hổ là viện trưởng A. Cái gì Tào Tháo A? Tào Tháo người tốt thê. Đây là có thể truyền bá sao? Bây giờ Triệu Tuệ Đình hơi có chút lúng túng, nàng đoán chừng gia Phụ nhất định là biết rõ ý gì, nhưng không có ý nói. Viện trưởng ngươi đại năng gây sự rồi. Triệu Tuệ Đình ở nói thầm trong lòng nói. Phía sau tiếp mục là còn lại tiểu tổ quan sát trải qua, đợi sau khi xem xong, đến ca khúc bộ phận. Trước mặt mấy cái ca sĩ lên đài thời điểm, Triệu Tuệ Đình cũng ở đây nghiêm túc nhìn. Ngược lại không phải nàng có bao nhiêu thích, chỉ là vì có thể ở cùng đồng học trò chuyện thiên thời sau khi nói mấy câu đến thời điểm tất cả mọi người nói hứa dịp ngư bức, không thể gọi ngư bức, được nói một chút hứa dịp tại sao ngư bức. Trước mặt ba cái ca sĩ tiêu chuẩn cũng rất tốt. Về phần triệu ba, ở ca khúc bộ phận bắt đầu sau cũng nhìn. Ai bảo phía trước có hai cái dáng dấp cũng thật xinh đẹp ca sĩ nữ đâu rồi, mặc váy cùng giày cao gót, lộ hai cái đại bạch chân. Coi như không nghe bài hát, chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Nam nhân, đều giống nhau. Chờ mãi lục ra sân sau, triệu tuệ đình lại cho triệu ba giới thiệu một chút ta hôm nay cho ngươi nghe bài hát kêu hội những người thất tình, chính là hắn và hứa diệp, còn có đổng ngọc Khôn đồng thời hát. Triệu ba gật đầu một cái, tiểu tử này không tệ. Nếu như lúc này triệu tuệ đình mở ra đạn mạc, liền sẽ phát hiện trong màn đạn đều là hoa nghênh mã tổ hợp. Một bài lực vạn vật hấp dẫn, sau khi kết thúc, triệu tuệ đình đã nghe ngây người. Em tai a, à? Thật là dễ nghe. Nam nhân hướng tới ái tình, nữ nhân cũng giống vậy. Lớp 11 tiểu cô nương, thấy thích nam sinh cũng như thế hiểu ý động thanh xuân cảm giác thật không tệ chờ đến trình thiên lôi lên đài sau triệu ba nói này ta biết trình thiên lôi hắn bài hát ta cũng biết rõ chừng mấy thủ hứa diệp có thể thắng hắn triệu tuệ đình lập tức nói viện trưởng khẳng định thắng trình thiên lôi biểu diễn sau khi kết thúc triệu ba cười nói không hổ là thiên vương a hát là không tệ hứa diệp muốn thắng quá khó khăn vào giờ phút này đang quan sát tiết mục rất nhiều người xem đều là cái ý nghĩ này trình thiên lôi thực lực thật không kém lần này mọi người càng thêm mong đợi hứa diệp võ đài làm hứa diệp sách đàn guitar lên đài sau triệu tuệ đình đã quát to lên triệu ba tức giận nói đừng nhất kinh nhất rạ không phải là đạn cái đàn guitar ấy ư ổn định điểm rất nhanh tiếng hát vang lên đó là ta làm hứa diệp hát ra nếu như có ngày mai chúc phúc ngươi thân ái sau ca khúc tiến vào hồi cuối màn hình lớn bên trên văn tự cũng hiển lộ ra triệu tuệ đình cười hì hì nói quá êm tai rồi đột nhiên có chút bắt được hứa diệp đẹp trai rồi nàng nghiêng đầu nhìn về phía triệu ba lại phát hiện trước một mực sụ mặt triệu ba lúc này lại hốc mắt đỏ lên trong đôi mắt có nước mắt đang đánh chuyển ba ngươi làm sao vậy triệu tuệ đình hỏi không cùng tuổi tác nghe lão nam hài bài hát này thời điểm sẽ không có cùng cảm thụ triệu tuệ đình chỉ có thể cảm nhận được tầng thứ nhất đối thanh xuân tưởng nhớ chỉ là thân ở thanh xuân trung nàng còn không có bao nhiêu cảm thụ triệu ba cũng không giống nhau có vài thứ chỉ có mất đi mới biết quý trọng Tỷ Như Thanh Xuân. Tỷ Như ngày đó quên dắt tay nàng. Triệu Ba nghe vậy vội vàng nói, không việc gì, con mắt hơi ngứa chút, mới vừa xoa hạ. Hắn gấp vội rút ra một cái khăn giấy, lau chùi nổi lên con mắt. Có thể như thế nào đi nữa lau, con mắt đều là hồng. Triệu Ba buông xuống khăn giấy, chậm rãi nói, Trình Thiên lôi thua. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy đi phòng vệ sinh. Hắn là lão nam hài, nhưng hắn vẫn cái cha. Nam nhân đến chết là thiếu niên nhưng khi vị thiếu niên này thành vì phụ thân sau trên bả vai hắn liền gánh vác lên rất nhiều trách nhiệm hắn không nghĩ ở trước mặt nữ nhi lộ ra hắn yếu ớt một mặt đến phòng vệ sinh sau triệu ba mở ra vòi nước rửa mặt hắn nhìn trong gương hắn khuôn mặt chẳng biết lúc nào hai tấn tóc đã có mấy cây trắng bệch sau khi rửa mặt xong hắn đi trong thư phòng từ trong ngăn kéo nhảy ra khỏi một quyển cũ kỹ notebook có tán văn có tiểu thuyết ngắn cũng có thơ ca đã từng triệu ba cũng là một cái văn nghệ thanh niên hắn mơ mộng là làm một gã tác gia nhìn vết mực đã có nhiều chút mơ hồ văn tự triệu ba mở ra cái này nô tê phía sau trống không một trang hắn một lần cuối cùng ở trên mặt này viết chữ đã là mười mấy năm trước rồi từ nữ nhi sau khi sinh hắn liền lại cũng không có viết qua đồ chỉ bất quá lần này nghe xong lão nam hài hắn có cử bút xung động cũng nên cho đã từng mơ mộng cáo biệt hắn lấy ra bút ở phía trên để lại một câu lão nam hài bên trong ca từ nếu như có ngày mai chúc phúc ngươi thân ái tối nay làm lưu lãng âm nhạc thứ tư kỳ phát ra sau khi kết thúc, mỗi cái trên bình đài đã hoàn toàn sôi trào. Quay bộ học sớt cùng đẩu thủ nhiệt bản bên trên, có chừng mấy nhánh liên quan tới lưu lãng âm nhạc tin tức. Hứa Diệp lão nam hài quá êm tai rồi. Trước nhất kỳ hỉ là đem chúng ta mang vào âm phủ, bài này lão nam hài trực tiếp châm tâm a. Tốt ngươi một cái hứa Diệp, tiểu tử ngươi đem ta chỉnh khóc. Tối nay, đề tài lão nam hài trực tiếp leo lên ủy bộ học sớt vị thứ nhất. Điểm sau khi tiến vào, nhiệt độ cao nhất quầy bộ là lưu lãng âm nhạc official micro phát hành lão nam hài hiện trường video. Phía sau quầy bộ chính là đám bạn trên mạng thảo luận. Mọi người ở cái đề tài này hà, nhớ lại chính mình tuổi thanh xuân. Còn có rất nhiều người ở lão nam hài hiện trường video quầy bộ bình luận trong khu nhắn lại. Khổ đi nửa mệt mỏi đi nữa cũng phải kiên trì. Ta muốn thi đậu ta lý tưởng đại học, ta không nghĩ ta sau này hối hận. Hết thảy đều tới kịp, nghiên cứu cố gắng lên. Nghe được cái này bài hát nghĩ tới trong nhà của ta vị kia lão nam hài, hắn còn đang làm thêm giờ không trở lại, suy nghĩ kỹ một chút, hắn vì cái nhà này bỏ ra rất nhiều, hắn một mực coi ta là cô bé ở cưng chiều, thực ra hắn là như vậy cái nam hài A. Chương 292, cái này minh tinh hợp pháp nhưng có bệnh, tăng thêm. Lão nam hài bài hát này, ở vô hình trung cũng mang cho rất nhiều nhân lực lượng. Bài hát này quá để ý rồi. Có chút ca khúc, ngay cả có như vậy lực lượng. Mà hứa dịp cùng mã lục ở cuối cùng đánh bài hát khâu biểu diễn cho hai chỉ lão hổ yêu kiêu vũ, là ở đậu thủ cùng tiểu lạng trạm thượng hỏa đứng lên. Mọi người tranh nhau bắt đầu vũ đạo bắt trước. Cái này vũ đạo có phải hay không là nhìn phi thường khó chịu. Khó chịu vậy đúng rồi, cho nên không thể ta một người khó chịu, phải chuyển phát ra ngoài, phải nhảy ra, để cho nhiều người hơn khó chịu. Tối nay, thuộc về hứa dịp. Lưu lãng âm nhạc Official Micro ở 10 giờ rưỡi thời điểm, ban bố một cái tin. Một là tiết mục phát ra lượng thành công tấn thăng cùng thời kỳ game show hạng nhất, một cái chính là thứ năm kỳ tiết mục tuyên truyền. Bây giờ, vẫn còn ở nhiệt bá game show bên trong lưu lãng âm nhạc là cao nhất tiết mục tổ rất rõ ràng nếu là không có hứa diệp lời nói rất khó nhanh như vậy liền đạt thành cái này mục tiêu mọi người dự trù phải chờ tới bán kết hoặc là trận chung kết thời điểm mới có thể làm được bây giờ thứ tư kỳ trực tiếp liền làm được cùng thời kỳ sở hữu âm tống ở trước mặt lưu lãng âm nhạc cũng ảm đạm phai mờ kinh thành từ nam gia đang nhìn hết hứa diệp biểu diễn sau biểu tình trở nên buồn buồn nàng có thể cảm nhận được bài hát này bên trong truyền đạt tâm tình. Hứa Diệp viết ra như vậy bài hát, hắn có phải hay không là cũng có rất nhiều tiếc nuối, cũng có rất nhiều không chuyện vui vẻ đây. Tiểu từ trong ngực ôm một cái đại mao nhung búp bê, nàng đem cầm đến ở mao nhung búp bê trên đầu, con mắt ngơ ngác nhìn tivi. Nàng trong đầu xuất hiện chính là Hứa Diệp bóng người. Lúc này, trong tivi phát ra là Trương Quang Vinh cùng Hứa Diệp nói chuyện phím bộ phận. Hứa Diệp một phen nói nhảm văn học, đem từ Nam Gia cho kéo về thực tế. Vốn là trầm tư nàng bị cắt đứt biểu tình cũng vặn vẹo hứa diệp này nói chuyện trình độ không bình thường a à? hứa diệp thứ người như vậy làm sao sẽ không vui liền như vậy ta mới không tìm hắn nói chuyện phím đây nhưng từ nam gia hay lại là lấy ra điện thoại di động nàng phát rồi hứa diệp múa đài thị từng cái kia uy bộ sau đó hợp với một cái văn tự có thể cho ta làm điểm cộng khoai tây sao điều này uy bộ ngược lại là không người cảm thấy hai nàng có cái gì mờ ám nhưng vì tất cả mọi người biết rõ từ nam gia cùng hứa diệp quan hệ vốn là rất tốt không bao lâu hứa diệp ngay tại từ nam gia điều này uầy bộ hạ bình luận rồi xin hỏi ngươi là điều này bình luận rất nhanh bị đám bạn trên mạng đuổi kịp đoạt măng a giả bộ không nhận biết đúng không hứa diệp muốn tìm ta muốn cái gì không có cửa ngươi có thể nhìn một chút chứng nhận tin tức phía trên có ghi không cần hỏi đi ra trên lầu có cái người đàng hoàng điều này bình luận lập tức bị đám bạn trên mạng điểm đáng khen có một chút rồi nhiệt độ đệ nhất vị trí từ nam gia sau khi thấy lập tức trả lời một cái sinh khí biểu tình. Hai người này chuyển động cùng nhau, để cho đám bạn trên mạng cảm thấy một cổ không bình thường khí tức. Hứa Diệp còn không có đặc biệt cho còn lại minh tinh uầy bộ bình luận ghi chép, cái này còn là lần đầu tiên. Còn có dân mạng phát một cái uầy bộ. Các huynh đệ, ta mới vừa rồi nhàn không việc gì, lật một chút Hứa Diệp chú ý danh sách, hắn chú ý danh sách ta là thật không hiểu, hắn ước chừng chú ý 2,000 người, đã là uầy bộ chú ý hạng mức tối đa rồi, bên trong chính là không có một minh tinh A hắn căn bản không có chú ý từ nam gia. Điều này ủy bộ phát hành sau, kinh doanh hào môn cũng xông tới. Minh tinh ủy bộ chú ý ai, đây cũng là kinh doanh hào môn chú ý địa phương. Tỷ như mọi người thường thường có thể thấy họp sớt, ai lấy đóng ai, ai lại cùng ai lẫn nhau đóng. Mọi người cũng chạy đi hứa dịp ủy bộ bên trong kiểm tra một chút. Ước chừng 2.000 người, nhìn con mắt cũng chua. Cuối cùng phát hiện dân mạng không gạt người. Dân mạng nói còn có chút viễn chuyển. Bởi vì hứa diệp chú ý 2.000 cái tài khoản, toàn bộ đều là đủ loại chính vụ tài khoản cả nước các nơi tài khoản đều có đồng loạt lam v chứng nhận những thứ này tài khoản phát hành đều là quốc gia đại sự chính sách phương diện sự tình người tốt quá tuyệt hứa diệp chú ý danh sách bị kinh doanh hào môn phát ra đám bạn trên mạng cũng cười phun ngươi một cái minh tinh chú ý nhiều như vậy chính vụ tài khoản muốn làm ngươi muốn nghiên cứu sao cách đại phổ a hứa diệp ngươi cũng quá công chính năng lượng đi tất cả mọi người đang chửi hứa diệp ta nói vài lời a cá nhân ta cho là làng giải trí ghét nhất lật xe minh tinh chính là hứa diệp rồi đừng minh tinh là chót miệng học tập luật pháp pháp quy hứa diệp là dùng hành động đang học cái này minh tinh hợp pháp nhưng có bệnh a cho nên hắn là làm sao tìm được từ nam gia tài khoản cũng có dân mạng chú ý tới cái vấn đề này hứa diệp lại không có chú ý từ nam gia thế nào ngay đầu tiên cho từ nam gia ue bộ bình luận đây thấy cái vấn đề này đám bạn trên mạng cũng thật không nói gì huynh đệ ngươi là nhìn hứa diệp quá lâu cũng có bị bệnh không hứa diệp lại không thể có hai cái tài khoản minh tinh có tiểu hào rất bình thường a à? hứa diệp nhất định là dùng tiểu hào chú ý từ nam gia dùng đại hào bình luận ở đám bạn trên mạng có lý có chứng cớ giải thích một phen sau hứa diệp tới hắn hồi phục một câu nào có phiền toái như vậy ta trực tiếp ở Weibo lan tên ta là có thể lục soát điều này Weibo. đám bạn trên mạng lần này tập thể trầm mặt mọi người thật bị hứa diệp chỉnh hết ý kiến ngươi cứ như vậy cùng giúp ngươi tuyên truyền minh tinh các bằng hữu chuyển động cùng nhau bên kia, từ nam gia trả lại cho hứa diệp phát cái tin. Ngươi lúc trước không phải chú ý ta sao? Thế nào lấy đóng? Bằng thời điểm không người sẽ đặc biệt nhìn một chút có phải hay không là lẫn nhau quan, từ nam gia là thật không nghĩ tới hứa diệp sẽ đem nàng lấy quan. Cái này không cũng lấy đóng mà, cũng không phải một mình ngươi. Hứa diệp trả lời. Từ nam gia ném tới một cái sinh khí men. Không lâu lắm, hứa diệp phát tới một cái tin. Là một tấm tiệc đồ. Hắn quay bộ chú ý danh sách tiệc đồ, mới nhất chú ý nhân là từ nam gia từ nam gia sau khi thấy lập tức kích động nàng mau tới quầy bộ nhìn xuống hứa diệp quả nhiên chú ý nàng hứa diệp lấy quan một cái tài khoản sau đó chú ý nàng hì hì quả nhiên hứa diệp hay là ở nói ta từ nam gia tâm lý đắc ý suy nghĩ hứa diệp tin tức mới bắn ra ngoài xem xong sao nhìn xong ta lấy đóng ngươi dám từ nam gia uy hiếp nói hứa diệp sao có thể sợ hãi loại này uy hiếp đây còn uy hiếp ta Hứa Diệp trả lời. Từ Nam Gia một giây nhận túng. Đừng lấy quan mà, cầu vang ngươi. Nhìn một cái từ Nam Gia nhận túng, Hứa Diệp lựa chọn dẫm lên mặt mũi. Đừng đánh tự, phát giọng nói còn có thành ý. Trên ghế salon, từ Nam Gia chứng tràn khí ngực miệng chập trùng lên xuống. Giọng nói liền giọng nói. Nàng cầm điện thoại di động lên, dùng một loại nghe có thể làm cho đàn ông cả người tê dại thanh âm nói, đừng lấy quan mà, cầu vang ngươi. Hứa Diệp nghe xong hài lòng hắn chú ý từ nam gia sự tình cũng bị kinh doanh hào môn phát hiện, còn đưa tới một trận thảo luận. Nhưng phía sau những ngày gần đây, hứa dịp liền không có thời gian còn muốn những chuyện khác. Hắn muốn cùng Trần Vũ Hân luyện thật giỏi bài hát, trả lại cho Mã Lục cùng Đỗng Ngọc Khôn cũng chuẩn bị một bài bài hát mới. Đến lúc tháng 10 số 26, hứa dịp đám người thì xuất phát đi trước tiết chế địa điểm. Lưu lãng âm nhạc bán kết, muốn bắt đầu thâu. Chương 293, đối ngư phải nói tiếng trâu. Tiết chế địa điểm ở Hàng Thành, không nơi này quá là cuối cùng ca hát địa phương hứa diệp đoàn người đến hàng thành sau vẫn là tiếp một tổ phái xe đi tới sân bay tiếp mọi người cùng lúc trước không giống nhau là hứa diệp chi đội ngũ này nhiều người trừ ra đẹp trai bức người tổ hợp ba người bên ngoài còn có trần vũ hân cùng với trịnh vũ ở thấy hứa diệp sau vị này đã đối hứa diệp ấn tượng cực sâu tài xế hỏi lần này sao lên xe hứa diệp nói ngươi xuống xe ta tới mở tài xế ngây ngẩn cuối cùng tài xế cũng không dám để cho hứa diệp lái xe lại không nói đây là công việc của hắn, không có thể để cho nhân gia khách quý làm. Vạn nhất để cho Hứa Diệp lái xe trên đường ra chút chuyện, hậu quả này liền nghiêm trọng. đến lúc tiếp một tổ phòng làm việc sau, Vu Vi tự mình đến nghênh đón Hứa Diệp. nàng thực ra sự tình còn rất nhiều, nhưng Hứa Diệp tới, nàng phải tự mình nghênh tiếp một chút. Hứa Diệp có thể là cả tiếp mục tray tiên bảo đảm. mặc đồ chức nghiệp miễn cười Vu Vi nói, hoan nghênh các vị. Đổng Ngọc không cùng Trần Vũ Hân cũng lên trước, từng cái cùng Vu Vi bắt tay một cái. Đổng Ngọc không còn có chút khẩn trương, hắn vẫn lần đầu cùng tổng đạo diễn cấp bậc này nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mấy người hàng huyên đi qua, Hứa Diệp cùng Mã Lục liền đi tới trong phòng nghỉ ngơi. Đổng Ngọc không cùng Trần Vũ Hân làm giúp hát khách quý, ngay từ đầu là sẽ không xuất hiện. Hai người bọn họ thân phận còn cần tạm thời bảo mật. Dù là tất cả mọi người đều đoán được cũng giống vậy. Trong phòng nghỉ ngơi, còn lại ca sĩ môn cũng lần lượt đến. Lần này, chỉ còn lại có 6 vị ca sĩ tham gia thu âm. Tiết mục tổ cũng sẽ không an bài bổ vị ca sĩ rồi. Bán kết, đúng là 6 vị ca sĩ cùng sân khấu thi đấu, sau đó sẽ có 4 người lên cấp chung kết quyết đấu. Trình Thiên lôi đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm, mặt không chút thay đổi ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Lâm ca ngược lại là nhiệt tình lên tiếng chào. Chờ nhân viên đến đông đủ sau, Vu Vi đi vào. Ngày hôm sau tiết mục, ba ngày chúng ta sẽ lấy livestream hình thức tiến hành, buổi tối là mọi người biểu diễn trên sân khấu, lần này livestream địa điểm là chúng ta tiền tài trợ cung cấp sinh thái một trường. Lưu lãng âm nhạc tiết mục bên trong có một cái đại kim chủ là bán sữa bò, bản hiệu cũng rất có danh. Cho nên tập luyện thời gian để cho ở ngày mai, mọi người có thể chuẩn bị một chút. Chuyện cụ thể an bài xong sau, mọi người lại thâu mấy đoạn tiền tài trợ quảng cáo. Cái quảng cáo này không tính là đại sứ hình tượng, tương đương với tiết mục tổ hợp cùng bên trong bổ sung thêm yêu cầu. Những thứ này làm xong sau, mọi người rời đi tiết mục tổ. Chờ ngày thứ hai thời điểm, khi thanh giao hưởng nhạc đoàn cũng đi tới hàng thành. Hứa dịp ở tiết mục tổ hậu trường, gặp được Vương Lê Minh. Vương Lê Minh là một cái bốn mươi mấy tuổi nam nhân, hắn tướng mạo ngay ngắn, ở trong dàn nhạc đảm nhiệm là chỉ huy chức vị. Chung một chỗ tập luyện qua mấy lần sau, hứa dịp đối cuối cùng hiệu quả cũng thật hài lòng. Giao hưởng nhạc đoàn bên này, cũng đều cảm thấy không uổng lần đi này. Cái này biểu diễn trên sân khấu được, đối giao hưởng nhạc đoàn danh tiếng cũng có ích lợi rất lớn. Hứa dịp xuất phẩm ca khúc, phải đại hỏa. Tập luyện thời gian quá rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày 28 tháng 10. Lưu lãng âm nhạc thứ năm kỳ, Lưu Lạc Thiên bắt đầu livestream rồi. Gần đó là ban ngày, ở livestream gian mở ra sau, như cũ vọt tới rồi một nhóm lớn người xem. Lúc này livestream thời gian phát ra là quảng cáo, đạn mạc đã có rất nhiều. Đi làm bắt cá trung, lặng lẽ nhìn hứa dịp nổi điên. Giống như trên lớp bắt cá trung. Tới tới, mong đợi viện trưởng biểu diễn. Ta thích xem nhất Lưu Lạc Thiên rồi, ta cảm thấy được so với ca hát có ý tứ. Ngược lại ta muốn nhìn một chút lần này livestream thế nào làm. Các khán giả vẫn đủ mong đợi, lúc trước mọi người xem đều là ghi hình rồi phát sau, cảm giác ít một chút tham dự cảm. Livestream lời nói cũng không giống nhau. Này là có thể thực thì cùng mọi người chuyển động cùng nhau. Lúc này, hứa dịp đợi nhân đã làm xong chuẩn bị. Bọn họ trước thời hạn đi tới sinh thái một trường bên này, Vu Vi dẫn đoàn đội môn, cũng đang làm cuối cùng điều chỉnh thử công việc. Vu Vi ở một cái tạm thời trong phòng làm việc, nhìn chầm chầm mấy chục đài trong máy theo dõi truyền tới hình ảnh. Sau đó, nàng ra lệnh một tiếng. Bắt đầu. Livestream thời gian quảng cáo vừa vặn kết thúc, tiến vào giấy tráng phim khâu. Trong hình, một lượng hào hoa xe khách chậm rãi hành xử đến sinh thái một trường cửa. Cửa xe mở ra, Trình Thiên Lôi dẫn đầu từ bên trong đi ra. Hắn vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá nơi này tình huống. Chỗ này, hắn là như vậy lần đầu tới. Không thể không nói là, hoàn cảnh nơi này tốt vô cùng, không khí trong lành, có trời xanh cỏ xanh. Trình Thiên Lôi cảm thấy, nếu như sau này ra khách du lịch thời điểm, nơi này cũng là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Sau đó, Trầm Thiến cùng một gã khác ca sĩ nữ cũng đi xuống xe. Sau đó chính là Mã Lục cùng Lâm Ca từ trên xe bước xuống. Mọi người biểu tình đều không khác mấy, cũng chưa từng tới cái gọi là sinh thái một trường, còn thật tò mò. Đang lúc mọi người đang mong đợi, hứa diệp từ trên xe đi xuống. Hắn mặt tương đối hưu nhàn, chờ hắn sau khi xuống tới, liền đối với ống kính hô lớn, người xem các bằng hữu, mọi người khỏe, thích cái tiếp mục này đem 666 đánh vào màn hình tiến lên. Một đám ca sĩ đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngoại tàu. Ngươi như vậy thành thạo. Còn có thể cùng người xem chuyển động cùng nhau đây. Livestream thời gian, các khán giả cũng phối hợp đánh ra 666 đạn mạc. Không hổ là hứa dịp A, à, ta liền biết rõ hắn và người khác không giống nhau. Những thứ này ca sĩ còn không có livestream quá chứ. Viện trưởng có thể livestream quá không ít lần. Ta cảm thấy được nên cho viện trưởng một cái điện thoại di động, để cho hắn có thể thấy chúng ta đạn mạc. Hậu trường, Vu Vi nghe được hứa dịp lời nói thiếu chút nữa không băng bó ở. Này livestream để cho tiểu tử ngươi chơi đùa biết. Bất quá hiệu quả còn rất được, người xem cũng vui vẻ với tham dự vào cái này chuyển động cùng nhau chung. Lúc này, nông trường cử những công việc kia nhân viên đi tới. Người cầm đầu là cái này sinh thái một trường lãnh đạo, một cái bụng vệ trung niên nam nhân, tên là Lý Kiến Lâm. Lý Kiến Lâm đầu tiên là hoan nghênh mọi người đi tới sinh thái một trường đi thăm du lãm, sau đó liền mang theo mọi người tiến vào sinh thái một trường bên trong. Nông trường nội bộ, có một mảnh thật lớn thảo nguyên mấy chục con bò sữa ở trong thảo nguyên nhàn nhã tản bộ. Lý Kiến Lâm giới thiệu, chúng ta cái này sinh thái một trường diện tích 3.000 mẫu, trước mắt có sữa ngư 4.000 đầu. Này một lớp quảng cáo trực tiếp cắm vào đi vào. Cái này sinh thái một trường, trừ nuôi dưỡng bò sữa bên ngoài, còn rất nhiều còn lại động vật, bản thân cũng tương đương với một cái địa điểm du lịch. Tiếp mục tổ lúc này cũng sắp hình ảnh cắt đổi được toàn bộ sinh thái một trường cảnh sắc bên trong. Phong cảnh thật là đẹp a, à, muốn đi. Bò sữa cũng rất dễ thương, muốn sờ. Thảo nguyên thật là đẹp a, à, muốn ở phía trên đi ị. Trong màn đạn, bình thường người xem cùng bệnh nhân môn phát đạn mặt rõ ràng có thể phân biệt được. Lý Kiến Lâm giới thiệu xong sau, phát cho mọi người một phần du lãm bản đồ, sau đó liền dẫn người rời đi. Này đồng thời livestream, chính là để cho các khách quý ở chỗ này đi một vòng, chính mình chơi một chút. Tiếp một tổ cũng chuẩn bị một tiết trò chơi khâu. Hứa dịp đoàn người cũng bắt đầu ở nông trường bên trong đi vòng vo. Trầm Thiến hiển nhiên rất thích hoàn cảnh nơi này nàng còn cầm điện thoại di động hướng về phía bốn phía vỗ một cái chụp mấy bức hình sau. Trầm Thiến hướng về phía cách đó không xa bò sữa phất phất tay hô lớn các ngươi khỏe a. À. bất quá những thứ kia bò sữa chỉ lo ăn trên đất thảo căn bản không ngưu để ý đến nàng. Trầm Thiến có chút thất lạc nàng quay đầu nhìn về phía mọi người hỏi bọn họ sao đều không để ý ta à. ta đi thử một chút Lâm Ca chủ động xin đi hướng đàn trâu bên kia đi mấy bước sau hắn cũng hô lớn quy ngưu ca hướng ta xem qua tới những thứ kia bò sữa vẫn là không có để ý đến hắn. Lâm Ca lẩm bẩm những thứ này ngưu còn sợ người lạ đây. Hứa Diệp thấy hai người nghi ngờ biểu tình, nói: các ngươi gọi như vậy khẳng định không được a, à, này không phải đàn gãy tai trâu chứ sao? Lâm Ca tới hứng thú, hắn cười nói: thế nào, ngươi có biện pháp a? À, ngươi nếu như hôm nay có thể đem những này ngưu kêu đến, coi như ngươi lợi hại. Quá đơn giản. Hứa Diệp hướng nông trường Lan Can đi tới. Đàn trâu khu vực hoạt động đều bị cao cỡ nửa người Lan Can vây lại trong màn đạn, các khán giả cũng bắt đầu thảo luận đứng lên. Ta cá là ngũ cộng lông, hứa dịp phỏng chừng muốn cầm thứ gì kêu những thứ này ngư tới. Hẳn là lấy cái gì đạo cụ. Viện trưởng chắc cũng là kêu, chính là không biết rõ hô cái gì. Trầm thiến mấy người cũng tò mò nhìn hứa diệp. Các nàng cũng muốn biết rõ, hứa diệp thế nào đem những này ngư gọi qua. Lúc này, hứa diệp chạy tới rồi lan can bên cạnh, hắn hắn giọng một cái sau, nâng hai tay lên đặt ở mép, làm thành một cái khuếch đại âm thanh hình kèn. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, mu, mu, mu. Âm thanh vang lên, bên trong những thứ kia bò sữa rối rít hướng hứa dịp nhìn lại. Sau đó, những thứ này bò sữa liền mở rộng bước chân, hướng hứa dịp đi tới. Trong lúc nhất thời, trầm thiến trực tiếp liền bối rối. Như vậy cũng có thể. Những thứ này ngư nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì sao? Nói với ngư tiếng trâu, không thành vấn đề. Còn phải là viện trưởng A. Câu hỏi, viện trưởng mới vừa nói tiếng trâu là. Livestream thời gian, người xem cũng vui vẻ. Loại này trao đổi phương thức quả nhiên không bình thường. Chương 294, chim bồ câu, người đâu, nơi này có nhân lường gạt. Bất quá, Hứa Diệp cũng không có dừng lại, mà là thỉnh thoảng còn hướng về phía bò sữa kêu một tiếng. Hắn kêu một tiếng sau, bên kia bò sữa còn đáp lại một tiếng. Song phương trao đổi tự hồ hoàn toàn không có chướng ngại. Chờ đến đám này bò sữa đi tới lan can bên cạnh sau, còn dùng con mắt đánh giá Hứa Diệp. Ta hoài nghi đám này ngưu đang nghĩ, tại sao ta đồng loại sẽ cặp chân đi bộ? Ngưu, ta là nghe nhầm rồi. Người cùng tự nhiên hài hòa sống chung. Đạn mạc phiêu động qua. Hứa dịp lại kêu mấy tiếng. Sau đó đám kia ngưu lại đáp lại mấy tiếng. Một màn này đem lâm ca cũng nhìn ngay người. Hắn nghi ngờ nói, ngươi mới vừa rồi ở nói chuyện với chúng. Hứa dịp nói, đúng vậy. Lâm ca trợn mắt hốc mồm. Hắn lập tức hỏi ngươi nói với chúng cái gì. Trầm thiến vẽn tai, nghiêm túc nghe ngay cả Trình Thiên Lôi cũng có chút hiếu kỳ. Hứa Diệp nghiêm túc nói, ta hỏi các ngươi của bọn họ mới vừa rồi đang học ấy ư, sao không để ý đến chúng ta? Bọn họ nói không có, là đang nói chuyện trời đất, nó nghe không hiểu hai ngươi nói cái gì, ta lại hỏi các ngươi của bọn họ cái này sữa bò có thể để cho ta uống một hớp ấy ư, bọn họ nói ngươi muốn không ngại liền đi vào uống, còn nóng hổi đến. Cho nên, các ngươi có uống hay không? Ánh mắt của Lâm Ca không tự chủ được hướng xuống dưới bò sữa phía dưới nhìn một cái, yên lặng thu hồi ánh mắt trực tiếp nằm úp sấp nải trên người ngư uống sữa tươi, thật có ngươi a. À. Ta không uống, muốn uống ngươi uống. Lâm ca tức giận nói. Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên ai một tiếng. Các khán giả đều đã cười điên rồi. Ta không được. Ta len lén nhìn livestream bật cười bị ông chủ phát hiện. Hứa dịp phiên dịch tiếng trâu, khôi hài trình độ 80%, Lâm ca tin, khôi hài trình độ 1000%. Lão Lâm bây giờ đại não phỏng chừng đã cháy hỏng. Mọi người coi như là đã nhìn ra, Ngươi với hứa dịp trò chuyện thiên thời sau khi, không cẩn thận suy nghĩ tự lo gút đây rồi. Trầm thiến liếc mắt, vẻ mặt không nói gì. Sau đó mọi người thấy rồi mã lục cũng đi tới đàn trâu bên cạnh, dùng mu mu âm thanh cùng bò sữa trao đổi. Ở nãy nơi này ngư dừng lại một lát sau, mọi người dựa theo tiết mục tổ an bài, đi trước trạm kế tiếp. Đi trên đường thời điểm, một cái chó lớn chui ra. Điều này đại trên người cẩu màu lông mang theo màu nâu, màu vàng cùng với màu đen. Trầm thiến trước tiên nói, là chó chăn cừu đức A chó chăn cừu đức loại này cậu là hơi điên do một loại ở rất nhiều nghề đều có rộng rãi ứng dụng nông trường bên trong thấy chó chăn cừu đức ngược lại cũng thật bình thường điều này chó chăn cừu đức ở thấy đến mọi người sau lập tức chạy tới vây quanh mọi người xoay quanh trầm thiến hướng về phía chó chăn cừu đức vẫy vẫy tay hô tới tới mới vừa nói xong nàng liền nghĩ đến mới vừa rồi hứa dịp dùng tiếng trâu cùng bò sữa đối thoại tình cảnh sẽ không cùng cậu còn phải dùng cậu phát biểu chứ điều này chó chăn cừu đức cùng bò sữa không giống nhau nó vừa thấy trầm thiến vẫy tay liền hướng trầm thiến chạy như bay đến đến bên cạnh sau ngay tại trầm thiến trên tay cọ mà bắt đầu trầm thiến cũng cười sờ một cái đầu chó chó chăn cừu đức cùng trầm thiến chuyển động cùng nhau rồi một lát sau lại chạy tới một cái khác ca sĩ nữ bên cạnh cọ sát một hồi mã lục cười nói đừng nói a à, chó này nhìn qua thật đẹp trai nếu không ta trở về cũng dưỡng một cái sau đó hắn cười ngồi chồng hổng xuống hướng về phía cậu vẫy vẫy tay con chó khi nhìn đến mã lục vẫy tay sau lại hướng mã lục vọt tới Bất quá nó chạy quá gấp rồi, hứa dịp lại vừa vặn đi về phía trước một bước, con chó trực tiếp đụng vào hứa dịp trên chân. Con chó tự hồ bị đụng bối rối, lui về phía sau mấy bước sau còn ngẩng đầu nhìn một chút hứa dịp. Hứa dịp ngồi chồng hổng xuống, một bên vuốt con chó đầu một bên ôm nhu nói, ngượng ngùng ngượng ngùng, thật xin lỗi con chó nhỏ. Con chó không lên tiếng. Trầm thiến thấy hứa dịp lộ ra cái bộ dáng này, còn cảm thấy rất đặc biệt. Nói thật, đến bây giờ còn không người bái kiến hứa dịp ôm nhu một mặt đây. Như vậy ôm nhu nói chuyện, hãy cùng đối bạn gái nói chuyện như thế, cùng trước hứa diệp rất không giống nhau. nếu như hứa diệp vẫn là cái trạng thái này, hơn nữa này trương soái mặt cùng vóc người, nhất định chính là lý tưởng bạn trai. trầm thiến ở trong lòng nghĩ đến. đang lúc này, hứa diệp nghiêm túc đối con chó nói, ta cho ngươi nói xin lỗi, ngươi phải nói không liên quan. ngươi nói a. trầm thiến kẻ ngốc rồi. một dây phá công a. ngươi mẹ hắn có bệnh a, ngươi cho cậu nói lời như vậy. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, điều này chó chăn cừu đức như thế nào mới có thể nói với ngươi không liên quan? Con chó còn chưa nói chuyện. Hứa Diệp vẻ mặt ghét bỏ nói, không nói là xong. Nói xong, hắn xuề ra rồi nắm chó chăn cừu đức tay, chó chăn cừu đức trực tiếp chạy bộ rời đi, đợi khoảng cách hơn 10 thước rồi mới quay đầu nhìn Hứa Diệp liếc mắt, trong mắt tràn đầy tuổi thân. Ha ha ha! Cái quỷ gì a? À? Nếu như hôm nay điều này chó chăn cừu đức nói không liên quan, chúng ta này liền không phải âm tống rồi, chính là khoa học tiết mục xin hỏi hứa diệp lần này cùng cậu trao đổi tại sao không nói gâu 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 đáp bởi vì hứa diệp là thực sự cậu chó chăn cừu đức ngươi có bị bệnh không livestream thời gian bay qua một đống lớn đạn mạc mọi người thật đối hứa diệp rất phục tức một con chó ngươi đều khi dễ a à. nhưng mà con chó này rõ ràng rất hiểu tính người hay lại là đi theo mọi người bên cạnh chạy tới chạy lui hứa diệp đoàn người cứ như vậy ở một trong sàn đi thăm du lãm trình thiên lôi tâm tư hiển nhiên không có ở đây du lãm bên trên hắn tới nơi này đều chỉ là vì phối hợp tiết mục thu âm. Hắn cũng không có ý định cho chính mình thêm vai diễn. Cái này loại hình game show, hắn thừa nhận hắn không quá giỏi. Ngược lại đợi biểu diễn trên sân khấu thời điểm, đem hứa dịp đánh bại là đủ rồi. Ca sĩ thì phải bài hát hát thật tốt, chỉnh nhiều như vậy trò yêu làm gì. Lúc này, đoàn người đi tới trên một mảnh đất trống, chung quanh còn để một đống lớn lòng chim bồ câu, mà trên đất có rất nhiều chim bồ câu ở kiếm ăn. Trầm thiến cùng cái kia ca sĩ nữ khi nhìn đến những chim bồ câu này sau, cũng là trở nên kích động những chim bồ câu này toàn thân trắng như tuyết trên chân đều có ký hiệu đây cũng là nông trường bên trong nuôi dưỡng chim bồ câu rất nhiều chim bồ câu cũng trên đất nhàn nhã tản bộ thỉnh thoảng cúi đầu tại trên đất mổ xuống chim bồ câu loại vật này đối cô gái có cực lớn sức hấp dẫn trầm thiến cùng vị kia ca sĩ nữ liền không nhúc nhích một loại các nàng dọc theo con đường này đều kinh ngạc rồi thật nhiều lần muốn nói các nàng thật cái gì cũng không từng thấy cũng không phải chủ yếu là bầu không khí đúng chỗ hơn nữa tiết mục tổ muốn tới lục tiết mục, sinh thái mục trường cũng đặc biệt dọn dẹp quá, bây giờ mọi người đi thăm du lãm đều là sang trọng bản sinh thái mục trường. Bên cạnh lập tức có nông trường nhân viên làm việc tiến lên cho mọi người giới thiệu rồi những chim bồ câu này. Lúc này, hứa dịp lại không đứng đắn rồi. Hắn cất bước, lặng lẽ hướng những chim bồ câu này đi tới. Đạo diễn cũng lập tức đem ống kính cắt đổi được trên người hứa dịp. Chỉ thấy hứa dịp đi mau đến chim bồ câu bên cạnh thời điểm, hắn ngồi chồng hổng xuống, nhân tiện đưa ra tay trái với chụp chuyên viên quay phim nhanh đi quay chụp hứa dịp tay trái hứa dịp tay trái nắm thành quyền đầu lòng bàn tay là hướng lên trên hắn cái này hành vi đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới livestream thời gian lại vừa là một trận đạn mạc phiêu động qua viện trưởng đây là muốn cho chim bồ câu môn đúc đồ ăn a à. liền hắn không lắng nghe nhân gia giới thiệu không biết rõ tại sao ta luôn cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng nhưng nhất thời bán hội không nói được trong hình những chim bồ câu này đã hướng hứa dịp tay đi tới những chim bồ câu này bởi vì cùng người ngu lâu, cũng không sợ nhân. Rất của bọn họ hiển nhiên là biết rõ, nếu như nhân loại ngồi chồng hỗn xuống đưa tay ra lời nói, là muốn cho chúng nó đút đồ ăn rồi. Không lâu lắm, hứa diệp tay trái bốn phía đã xoay quanh một vòng lớn chim bồ câu. Những chim bồ câu này tất cả đều theo dõi hắn quả đấm, có chút thậm chí kêu lên. Thú vị, ta sẽ chờ cũng phải chơi đùa. Trầm Thiến ở trong lòng nghĩ đến. Đang lúc này, hứa diệp đem quả đấm mở ra. Livestream gian trong hình có thể thấy rõ, Hứa Diệp quả đấm sau khi mở ra, bên trong không có vật gì. Những thứ kia chim bồ câu ở sau khi mở ra, thậm chí có mấy con chim bồ câu ngẩng đầu nhìn về phía rồi hứa Diệp. Cái ánh mắt kia cùng mới vừa rồi chó chăn cừu đứt bị hứa Diệp dạy dỗ thời điểm ánh mắt giống nhau như đúc. Đám này chim bồ câu rối rít quay đầu rời đi. Trực tiếp tan cuộc. Phản phất có một trận vắng lặng phong nhi ở chỗ này thổi qua. Tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn hứa Diệp, biểu tình thập phần không nói gì. Quay phim bây giờ đại ca cũng muốn đạp hứa Diệp một cước ngươi mẹ hắn biết rõ vì chụp tay ngươi đặt tả, ta có nhiều khổ cực sao? liền này trong tay ngươi không cái gì ngươi giả trang cái gì à? ngay cả lai sim giang đạn mạc ở hứa dịp bàn tay sau khi mở ra cũng xuất hiện một trận rõ ràng giảm bớt. mọi người cảm giác trong nháy mắt đó đầu thật giống như cũng héo rút. trước mặt ta nhìn còn rất nhạt a, à, nhìn thấy bây giờ ta thật cảm giác viện trưởng có chút khuyết điểm rồi. mới vừa rồi có cái gì không đúng ta tìm được nguyên nhân trên người viện trưởng sẽ không ăn, hắn cầm cái gì cho chim bồ câu đút đồ ăn a. À? người đâu, nơi này có nhân lường gạt. Chim bồ câu không quốc gia chống gian lận áp A. À. Chương 295, ta muốn nhìn hứa dịp dựng ngược gội đầu. Đừng nói là chim bồ câu rồi, những người khác cũng đều bị hứa dịp cho đùa bỡn. Tiểu tử ngươi bây giờ không chỉ có không buông tha nhân, ngay cả động vật cũng không thả qua. Hậu trường, vu vi cũng là không còn gì để nói. Mặc dù mỗi lần quay chụp hứa dịp thời điểm, tất cả mọi người có làm chuẩn bị tâm tư. Nhưng hứa dịp hành vi, hay là để cho mọi người có chút không kềm được. Lúc này, hứa diệp đứng dậy, hắn xoay người đi mấy bước, cách xa chim bồ câu môn. Sau đó lại xoay người đi về phía chim bồ câu, lần nữa ngồi chồng hổng xuống, đem mới vừa rồi thao tác phục chế một lần. Kết quả đám này chim bồ câu như cũ bị mắc lừa, lại xuất hiện lại một cái hạ mới vừa rồi hình ảnh. Hứa diệp kích động nói, cũng đi thử một chút a, à, những chim bồ câu này không nhớ lâu. Mã lục đã sớm không thể chờ đợi, lập tức tiến lên thử qua một lần. Lâm ca vẻ mặt ghét bỏ nói, hai người buồn chán không tẻ nhạt. Để cho ta tới. Ba cái đại nam nhân bắt đầu treo đùa chim bồ câu hành vi. Trầm Thiến cùng một vị khác ca sĩ nữ liếc nhau một cái sau, hai người cũng dời bước chân, đến chim bồ câu bên cạnh. Livestream thời gian, liên tiếp đạn mạc phiêu động qua. Xong đời, đều bị hứa dịp mang lệch rồi. Trầm Thiến không muốn A. À. Ngươi là vắng lặng nữ thần A, à, ngươi làm sao có thể lừa gạt chim bồ câu A, à, để gạt ta đi. Nếu như ta chim bồ câu, liền đem phân phóng trên người bọn họ. Trình Thiên lôi ngươi thế nào không được à? ngươi là cảm thấy này quá ngây thơ sao trình thiên vương tuổi đã cao liền đừng để cho nhân gia lên được không đoàn người cũng nhìn vui vẻ bên cạnh cái kia chó chăn cừu đức lại không cười nổi điều này chó chăn cừu đức biểu tình cùng người như thế vẻ mặt đồng tình nhìn những thứ này bị lừa dối một lần lại một lần chim bồ câu mọi người chơi một lát sau nhân viên làm việc thật sự là không nhìn nổi hắn thật là thương tiếc chim bồ câu rồi các ngươi có thể hay không đừng như vậy làm nếu như muốn uy lời nói nơi này chúng ta có thức ăn có thể này nhân viên làm việc nói. Hứa Diệp nói, vậy ngươi không nói sớm, sớm biết không sẽ không tay không tới. Nhân viên làm việc hết ý kiến. Cuối cùng mọi người hay là cho chim bồ câu môn uy đi một tí chân chính thức ăn. Và người liền tiếp tục ở nơi này du lãm đứng lên. Nửa đường ở một ít du nhạc địa phương, tiếp một tổ an bài mấy cái trò chơi khâu, để cho mọi người chơi một chút trò chơi. Cuối cùng mọi người cùng nhau đi tới sinh thái một trường trong một cái viện, vây quanh bàn ngồi xuống. Lúc này, tiếp một tổ một vị nhân viên làm việc nắm giấy thẻ đi lên. Mọi người khỏe, ta là phân phát nhiệm vụ quan, trước nhất kỳ tiết mục mọi người không có rút ra tối nay diễn xuất thứ tự, bây giờ ta phát hành kỳ này nhiệm vụ, căn cứ mọi người nhiệm vụ hoàn thành tình huống, do sinh thái một trường đánh giá quan môn tiến hành chấm điểm, dựa theo cuối cùng điểm số, quyết định mọi người thứ tự xuất trận. Ống kính cho đến ngồi ở bên kia một đám sinh thái một trường các nhân viên. Những nhân viên này đều là thống nhất chế phục, hướng về phía ống kính phất phất tay. Lần này, trình thiên lôi biểu tình trở nên nghiêm túc thứ tự xuất trận quá trọng yếu hắn muốn nhất cầm đến vị trí là người cuối cùng người cuối cùng ra sân chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều bằng vào hắn và đặng thanh như nhân ký đến thời điểm nhất định có thể bắt được không tệ số điểm hứa diệp cười nói được rồi ngươi tuyên bố nhiệm vụ đi phân phát nhiệm vụ official micro mỉm cười một cái nói căn cứ chúng ta tiếp một tổ tiến hành sách câu hỏi điều tra các khán giả tiến hành bỏ phiếu sau chọn lựa cuối cùng nhiệm vụ là livestream thời gian, từng cái đạn mạc phiêu động qua. Cái kia sách câu hỏi điều tra ta còn tham dự, ha ha ha, chết cười. Ta ở bình thường nhiệm vụ ly dị phổ trong nhiệm vụ lựa chọn vượt quá bình thường nhiệm vụ. Ai không phải thì sao? Nếu tiết mục tổ cho mọi người lựa chọn, đó là đương nhiên thế nào kích thích làm sao tới A? Ta đã đoán được là cái gì? Ở nơi này đồng thời trước, tiết mục tổ liền chuẩn bị trước rồi sách câu hỏi điều tra, để cho các khán giả bỏ phiếu chọn lựa cuối cùng nhiệm vụ. Cái kết quả này, ca sĩ môn là không biết rõ phân phát nhiệm vụ quan ở dừng lại mấy giây sau nói, cuối cùng nhiệm vụ là dựng ngược gội đầu, các vị ca sĩ có thể lựa chọn độc lập hoàn thành, cũng có thể lựa chọn họp thành đội hoàn thành, cuối cùng điểm số là do đánh giá quan môn quyết định. Khi nhiệm vụ tuyên bố sau, ngoại trừ hứa diệp ngoại, sở hữu sắc mặt của ca sĩ đều là biến đổi. Lâm ca vẻ mặt kinh ngạc nói, dựng ngược gội đầu vậy làm sao làm à? Một người này căn bản không hoàn thành được a. À? Trầm thiến cùng một vị khác ca sĩ nữ chính là trố mắt nhẹn họng hai nàng bây giờ có loại lui cuộc so tài xung động. Tiếp mục này cũng quá làm chứ. Dựng ngược gội đầu là bình thường nhân có thể làm ra tới. Phân phát nhiệm vụ quan tiếp tục nói, mọi người không cần thẩn trương, các ngươi có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể cho chúng ta nhất, có thể mượn đạo cụ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong điều này sau, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu quả thật muốn cho mọi người không trồng cây chuối bằng tay gội đầu, kia không phải người bình thường có thể làm ra tới. Dựng ngược cũng còn khá, dựng ngược gội đầu coi như xong rồi. Trong màn đạn, các khán giả đã cười điên rồi. Ta liền biết là nhiệm vụ này, ta lúc ấy liền chọn nhiệm vụ này. Người khác ta không muốn xem, ta chỉ muốn nhìn hứa dịp thế nào làm. Ta đoán viện trưởng hẳn là dùng sợi dây đem mình xuống trên tàn cây, như vậy thì có thể dễ dàng gội đầu rồi. Mọi người cũng suy đoán nổi lên ca sĩ môn sẽ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Mã lục là nhìn về phía hứa dịp. Nếu không hai ta học thành đội. Mã lục cái người cho rằng nhiệm vụ này là có chút độ khó dựng ngược cội đầu bằng vào đạo cụ, là có thể làm được. Thân thể tố chất tốt cũng có thể làm được. Có thể ngươi có thể nghĩ đến người khác cũng có thể nghĩ đến, cuối cùng vẫn là muốn xem ngươi cái này đầu tẩy tinh thải không đặc sắc. Lâm ca cũng bu lại. Nếu không tổ chúng ta đội. Hai người bọn họ hiện tại cũng muốn cùng hứa dịp học thành đội. Lấy hứa dịp não đường về, nhiệm vụ này nhất định có thể hoàn thành A. Hứa dịp nhưng vẫn trong lúc trầm tư. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận tới rồi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này trình thiên lôi nhân đã tê rần này mẹ hắn chơi thế nào à hắn nhìn một chút trầm thiến lại nhìn một chút hứa diệp bên kia hắn lại là học thành đội cũng không tiện học thành đội a không bằng thì đơn giản điểm chơi đùa đi trình thiên lôi trong lòng nghĩ đến thấy những thứ này ca sĩ biểu tình vu vi thật hài lòng nàng đang xác định cuối cùng nhiệm vụ thời điểm liền đoán được sẽ là như vậy nhiệm vụ này nói khó không khó đơn giản cũng không đơn giản thì nhìn mọi người phát huy lúc này hứa diệp giơ tay lên mở miệng hỏi phát hành quan, ta hỏi một chuyện, ta cần gì các ngươi cũng có thể cung cấp sao? Chương 296, ta muốn nhìn hứa dịp dựng ngược gội đầu hai. Phân phát nhiệm vụ Official Micro cười nói, chỉ cần là bình thường trong phạm vi yêu cầu, chúng ta cũng có thể cung cấp. Hứa dịp gật đầu một cái nói, được, ta biết, cho ta cầm giấy bút tới. Một nhân viên làm việc lập tức cho hứa dịp đem ra rồi giấy và bút. Hứa dịp đem giấy để lên bàn, bắt đầu viết. Mã lục cùng lâm ca là đụng lên đến, nhìn nhưng bọn họ nhìn một chút biểu tình trở nên cổ quái hứa diệp viết đây là cái gì à làm sao còn có ống thép máy cắt những thứ này à tiểu tử ngươi đây là muốn gội đầu sao hứa diệp dựng ngược gội đầu cần dùng đến những thứ này sao lâm ca không nhịn được hỏi ngươi không hiểu hứa diệp nói bất quá ở hứa diệp viết thời điểm đạo diễn cũng không có đem ống kính cắt đến trên giấy các khán giả căn bản không biết rõ hứa diệp viết rồi thứ gì chỉ có thể nhìn được lâm ca cùng mã lục biểu tình Giờ hứa diệp viết xong sau hắn đem tờ giấy đưa cho phân phát nhiệm vụ quan đem phía trên cái gì cũng chuẩn bị cho ta tốt phân phát nhiệm vụ quan nhận lấy tờ giấy sau đó hắn liền ngây ngẩn hắn ngơ ngác mà liếc nhìn hứa diệp sau đó vừa nhìn về phía trên tay tờ giấy ngươi nhất định phải những thứ này phân phát nhiệm vụ quan cũng không nhận được hỏi đây rốt cuộc nếu như cái gì à thế nào ta hoàn toàn xem không hiểu a à? ống kính có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút trên tờ giấy là cái gì à Viện trưởng rốt cuộc viết cái gì vượt quá bình thường đồ vật đi ra. Quá hiếu kỳ rồi. Đem đạo diễn viên đi ra ngoài. Thay đổi người. Livestream thời gian, các khán giả cũng bối rối. Nhìn mọi người biểu tình, hứa dịp viết đồ vật không bình thường a. À? Hứa dịp nói, ta chắc chắn, các ngươi chuẩn bị đi. Phân phát nhiệm vụ quan không dám đáp ứng, nàng hướng về phía tai nghe nói, vu đạo, đáp ứng hắn sao. Vu vi có thể từ trong máy theo dõi thấy trên tờ giấy nội dung. Liền thật vượt quá bình thường nàng suy nghĩ một chút sau hay lại là nói, dựa theo hắn yêu cầu đi làm đi. Hứa dịp này điểm yêu cầu tính là gì a? À? Chính là có càng kỳ quái hơn yêu cầu cũng không phải là không thể thỏa mãn. Vu vi mơ hồ cảm giác có dũng khí, hứa dịp muốn làm ra cái gì đồ vật khó lường rồi. Phải để cho hắn làm ra tới. Phân phát nhiệm vụ quan lấy được sau khi cho phép nói, chúng ta sẽ dựa theo ngươi yêu cầu đi chuẩn bị, được rồi, bây giờ mọi người có thể học thành đội rồi. Hứa dịp đối mọi người nói, có muốn hay không cùng ta học thành đội à? ta bảo đảm tất cả mọi người có thể thể diện hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Thiến Trắng hứa dịp liếc mắt, nói, ta không tin. Trình Thiên Lôi không lên tiếng, nhưng hắn biểu tình cũng là không tin. Mã Lục liền nói, ta tới. Lâm ca biểu thị, hắn túng. Hắn thấy hứa dịp yêu cầu những đạo cụ đó sau liền sợ. Cuối cùng, Lâm ca lựa chọn một người một tổ. Trầm Thiến là cùng một vị khác ca sĩ nữ một tổ. Trình Thiên Lôi cũng là một người. Hứa dịp là cùng Mã Lục một tổ. Phân tổ sau khi kết thúc, phân phát nhiệm vụ quan nhìn gương đầu nói, mời mọi người kính xin đợi buổi chiều livestream. Buổi sáng livestream tới đây liền kết thúc. Mọi người ăn bữa cơm sau nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều livestream liền bắt đầu rồi. Tiết mục tổ cũng sắp hứa dịp yêu cầu đạo cụ tất cả đều cho chuẩn bị xong, đưa đến nơi này. Livestream bắt đầu sau, như cũ phát hình là quảng cáo. Buổi chiều người xem liền càng nhiều. Mau đem ống kính cho hứa dịp. Ta muốn nhìn hứa dịp dựng ngược gội đầu. Làm nhanh lên một chút a. À. Ở các khán giả trong tiếng hô, livestream chính thức bắt đầu khi thấy trong hình nội dung sau tất cả mọi người mộng ép chỉ thấy hứa diệp ở một cái trong căn phòng lớn trên đất để một đống lớn linh kiện có ống thép có tấm ván mà hứa diệp mặc một bộ thợ sửa chữa sẽ mặc quần áo làm việc trên mặt mang một cái kính râm cầm trong tay một cái máy cắt là cái loại này có thể cắt ống thép máy cắt hòa tàu đây là tình huống gì à các khán giả trợn tròn mắt viện trưởng đây là muốn làm gì chúng ta này không phải lưu lạc thiên sao thế nào cảm giác viện trưởng là đang ở loại khoa học trong tiết mục? Ta hoàn toàn xem không hiểu, nhưng đại được trung động. Viện trưởng khi nào đốt sáng lên loại kỹ năng này? Các khán giả lần này là thật xem không hiểu. Bây giờ hứa dịp ăn mặc, giống như là làm hàng điện công nhân. Hứa dịp không lên tiếng, chỉ là yên lặng ở trên ống thép hỏa tuyến, sau đó cắt nổi lên ống thép. Livestream thời gian, đạn mạc đã sôi trào. Mở màn nổ tung. Mụ mụ, ta ở âm tống bên trong thấy có ca sĩ đang làm thủ công ta ở cửa sổ xưởng đi làm, viện trưởng cái này tay nghề, không mấy năm công phu không xuống được. Hứa Diệp là thực sự biết a. À. Hứa Diệp động tác rõ ràng rất thành thạo, toàn bộ quá trình cũng phi thường tơ lụa. đang cắt cắt hết ống thép sau, hắn bắt đầu dùng hàng máy, đem các loại ống thép hàng với nhau. thực ra toàn bộ quá trình phi thường khô khan, nhưng các khán giả nhìn nồng nhiệt. hay lại là câu cách ngôn kia, có một số việc buồn chán không tẻ nhạt được xem là ai đang làm, ở địa phương nào làm. một cái ca sĩ tham gia âm tống ở một trong sàn lấy ra công việc. Những từ ngữ này nối liền cùng một chỗ liền thật nổ tung. Không lâu lắm, ống thép hàng xong, một cái có điểm giống giường hình vuông giá thép xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá cái này giá thép bên trên không có giường bản. Có cái gì không đúng, ta cảm giác có cái gì không đúng. Hứa dịp rốt cuộc đang làm gì à? Không phải dựng ngược cội đầu sao? Đồ chơi này là đạo cụ. Vậy làm sao giúp người dựng ngược cội đầu à? Livestream thời gian, các khán giả cũng hết sức tò mò. Bất quá lúc này, ống kính lại cho đến những người khác bên kia. Những người khác liền không có bao nhiêu ý. Hỏa hoa viện bệnh nhân môn thừa dịp thời gian này thẳng vào ủy bộ bên trong. Người chung phòng bệnh môn, đi nhanh nhìn lưu lãng âm nhạc livestream, viện trưởng lại gây sự rồi. Ta có dự cảm, viện trưởng lần này không bình thường. Theo những bệnh này hữu môn trao đổi, lưu lãng âm nhạc này đồng thời tiết mục nhanh chóng bị xào nóng lên. Cũng không thiếu nhân đem livestream gian screenshot rồi, đem video gửi đến quầy bộ bên trên rất nhiều còn không có nhìn livestream người xem khi nhìn đến trong video hứa diệp ở hàng ống thép sau cả người đều ngu này mẹ hắn rốt cuộc là tiết mục gì người quản cái này gọi là lưu lãng âm nhạc đây là ta yêu phát minh chứ trong lúc nhất thời hứa diệp ở lưu lãng âm nhạc bên trong làm hàng điện trực tiếp leo lên hot search. hôm nay buổi chiều đã có rất nhiều người đều tiến vào bắt cá trạng thái vốn là mọi người lừa nhìn livestream lần này tất cả đều tràn vào livestream thời gian làng giải trí một đoàn minh tinh khi nhìn đến điều này hobser sau từng cái rối rít biểu thị, này mẹ hắn cái quỷ gì? Còn có ai hay không quản? Hứa Diệp là lúc nào học được hàng điện? Ở đám bạn trên mạng trong thảo luận, lưu lãng âm nhạc livestream thời gian số người càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu hơn một triệu, bên trên tăng tới rồi 3 triệu. Cái này làm cho Vu Vi cũng không nghĩ tới. Thực ra nàng dự trù là đợi đến tối sân khấu tú thời điểm, tiếp mục thưởng thức số người mới có thể tăng lên đứng lên. Kết quả bây giờ cũng đã tăng lên. Hứa Diệp quá sẽ làm chuyện chương 297, này là bình thường người có thể làm ra tới phát minh. Livestream thời gian, không chỉ có phổ thông người xem, còn có một chút tiểu lạng trạm Upolet. Trước làm qua hứa dịp quỷ xúc video Upolet trứng muối ngay tại trong người xem mặt. Hắn buổi trưa sau khi rời giường, ăn bữa cơm liền bắt đầu chơi game tìm linh cảm. Không sai, một cái video Upolet cũng cần chơi game tìm linh cảm. Cái này cùng một ít internet văn đàn tác giả kéo càng lý do là không sai biệt lắm. Hắn đánh một hồi trò chơi sau, liền lên lưới nhìn xuống, đúng dịp thấy cái này hot search, liền tiến vào livestream gian xem. Trứng muối cũng rất tò mò, hứa diệp rốt cuộc muốn treo gẹo ra thứ gì đi ra. Kết quả sau khi tiến vào, đạo diễn cũng không có cho hứa dịp quá nhiều ống kính. Cái này làm cho trong màn đạn mặt một đám người cũng đang điên cuồng đối tiếp một tổ kể một ít ưu mỹ hoa hạ lời nói. Vu Vi biết rõ đem xem chút đặt ở cuối cùng nói lý, cũng không có để cho các khán giả biết rõ. Livestream cũng có game show hiệu quả chứ sao. Rốt cuộc, ở mọi người trong khi chờ đợi, đến nhiệm vụ nghiệm thu khâu mọi người tề tụ ở sinh thái một trường trong sân phân phát nhiệm vụ quan cùng đánh giá quan cũng đều toàn bộ có mặt trầm thiến cùng một vị khác ca sĩ nữ cũng đổi một thân liên thể công việc đựng quần áo tránh cho đợi một hồi dựng ngược thời điểm lộ hàng livestream thời gian theo cuối cùng khâu đến số người cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên mong đợi viện trưởng biểu diễn sinh thời nhìn những thứ này đỉnh cấp ca sĩ môn dựng ngược gội đầu ta liền muốn biết rõ viện trưởng làm ra cái thứ gì Dày đặt đạn mà ở livestream gian phiêu động qua cái này làm cho trứng muối không thể không đem một bộ phận đạn mạc che giấu tránh cho ảnh hưởng xem phân phát nhiệm vụ quan đạo phía dưới là nhiệm vụ biểu diễn khâu xin hỏi các ngươi ai muốn tới trước đây lâm ca lập tức đứng dậy nói ta tới trước hắn cười nói sớm kết thúc sớm buông lỏng ta muốn xem các ngươi đều xấu hắn quá trình cũng thật vượt quá bình thường thật liền tìm sợi dây đem hai chân treo ngược lên sau đó dựng ngược gội đầu cái gọi là gội đầu chỉ là tượng trưng rửa một chút có game show hiệu quả là được trong màn đạn các khán giả là rối rít nói, Lâm Ca khẳng định len lén lên mạng lưới xuất hữu môn đề nghị. Hôm nay buổi chiều ở Weibo bên trên, mọi người cũng ở thảo luận dựng ngược gội đầu đủ loại phương pháp. Lâm Ca dùng biện pháp là điểm đáng khen tương đối nhiều một cái đề nghị. Chờ Lâm Ca sau khi kết thúc, phân phát nhiệm vụ quan đạo, tiếp theo mời vị kế tiếp ca sĩ ra sân. Sau đó Trầm Thiến cùng vị kia ca sĩ nữ chủ động đi ra. Mọi người ôm chết sớm sớm siêu sinh ý tưởng, hoàn thành cái này lúng túng nhiệm vụ. Hai nàng liền tương đối đơn giản, một người đỡ một người khác hai chân để cho lật ngược lại, sau đó đầu vào trong chậu nước tượng trưng tắm một cái. Hai cô gái đẹp có thể cho mọi người tượng trưng biểu diễn một chút cũng là không tệ rồi, các khán giả cũng rất bao dung. Lần này chỉ còn lại có hứa dịp tiểu tổ cùng Trình Thiên Lôi rồi. Trình Thiên Lôi liếc nhìn hứa dịp sau, chủ động nói, ta tới đi. Các biện pháp cũng rất đơn giản, dựng ngược tựa vào trên tường, sau đó đầu vào trong chậu nước. Nhưng là Trình Thiên Lôi lại nâng lên một cái tay xoa nắng tóc. Trồng cây chuối một tay trình thiên vương càng già càng dẻo dai a à. lại còn có thể trồng cây chuối một tay động tác này ta đánh mãn phần ngưu a à. trình thiên vương không ít tập thể hình a à. trong màn đạn các khán giả rối rít nói trình thiên lôi này sống có chút tú bắp thịt ý tứ mặc dù hắn lớn tuổi nhưng còn có ở tập thể hình thân thể vẫn rất có lực lượng đánh giá quan môn cũng rối rít vỗ tay trình thiên lôi cái này hành vi từ thực lực góc độ đi xem lời nói là hoàn thành tốt nhất hắn biểu diễn xong dùng thăng lông khô xoa xoa tóc cười nói lớn tuổi trên cánh tay khí lực hay lại là ít một chút sau khi nói xong trình thiên lôi mắt liếc hứa diệp hắn đối với hắn hoàn thành tình huống phi thường hài lòng đẹp trai như vậy động tác còn có thể không giải quyết được đánh giá quan trước màn ảnh máy vi tính trứng múa sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn như vậy lời nói trình thiên lôi rất có thể bắt được đánh giá quan cao nhất phân a viện trưởng nguy hiểm lúc này ống kính rơi xuống trên người hứa diệp tiếp đó mời hứa diệp hoàn thành nhiệm vụ phân phát nhiệm vụ quan đạo, hứa diệp vẻ mặt ổn định đứng lên, bên cạnh hắn mã lục chính là vẻ mặt kiêu ngạo, hai trên mặt người không có một chút khẩn trương. hứa diệp đi ra ngoài sân gian, phân phó nói, đem đồ vật mang lên. rất nhanh, bốn cái nhân viên làm việc mang một vật đi lên. khi thấy vật này sau, tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức, nhìn qua thật là lạ a. À. đồ vật sau khi để xuống, hứa diệp đem nguồn điện chen vào, đem ống nước liên tiếp tốt sau, hắn giới thiệu livestream gian các khán giả cho mọi người giới thiệu một chút này máy, đây là ta chế tạo dựng ngược cội đầu máy. Trong màn đạn, xuất hiện liên tiếp dấu hỏi. Bây giờ trứng muối phản ứng cũng là như vậy. Dựng ngược cội đầu máy. Đây chính là hứa dịp treo gẹo đi ra đồ vật. Livestream thời báo. Giang, hứa dịp bắt đầu giới thiệu. Cái này dựng ngược cội đầu máy chủ thể là một cái giá thép, mặt trên còn có một tấm ván. Ở một bên kia, có một cái trong suốt thùng nước. Hứa dịp có cấp độ A thủ công kỹ năng, chế tác vật này đi ra căn bản không thành vấn đề linh cảm bắt nguồn ở hắn đời trước ở billy thấy một cái video cái này gội đầu máy sử dụng thập phần thuận lợi chúng ta chỉ cần nằm ở tấm ván này bên trên đầu liền cắm ở này cái vị trí hứa diệp bắt đầu cho mọi người nhất nhất giới thiệu phía trên này có tim nước nút ấn có thể cấp nước thùng châm nước có lên xuống nút ấn có thể điều chỉnh độ cao còn có tẩy trắng nút ấn có thể êm ái không góc chết gội đầu chờ hút xong sau đè xuống thoát nước nút ấn đem thủy xếp hàng đi chúng ta liền có thể đè xuống cái này hơ khô nút ấn, có thể lấy mái tóc thổi khô. Nghe hắn giới thiệu, đám kia đánh giá quan sát mặt cũng trở nên cổ quái. Hòa tào. Về phần ngươi làm lớn như vậy sao? Này chính là một cái nhiệm vụ đơn giản a. Hứa Diệp nói, tiếp theo ta lên cho mọi người biểu diễn một lượt. Sau đó Hứa Diệp cầm một cây 30 cm ống nước nhét vào trong miệng, còn dùng mũi kẹp đem mũi kẹp lại. Trứng muối nghi ngờ nói, cho trong miệng nhét ống nước làm gì? Còn phải đeo mũi kẹp. Lúc này, hứa diệp đã nằm ở trên tấm ván hai chân thẻ ở bên trên trên cái giá vừa vặn đứng im sau đó hứa diệp bằng nằm xuống nhấn lên xuống nút ấn khi thấy tấm ván dọc theo hứa diệp đầu bên kia trục bắt đầu xoay tròn dâng lên sau trong khoảnh khắc đó trứng muối cảm giác hắn tiểu não héo rút tấm ván dâng lên sau hứa diệp biến thành dựng ngược dáng vẻ mà đầu hắn cũng đúng lúc tiến vào trước mặt đặt vào trong thùng nước hứa diệp lại nhấn tim nước nút ấn trong thùng nước bắt đầu tiêm nước dần dần đưa hắn đầu toàn bộ bao phủ Giờ khắc này, trứng muối cuối cùng cũng hiểu rõ rồi hứa dịp tại sao trong miệng muốn ngậm một cây ống nước rồi, tại sao phải đeo mũi gấp. Người mẹ hắn đây nếu là không này căng ống nước hô hấp, không mũi kẹp kẹp lại mũi phòng ngừa thủy đi vào, liền được bản thân đem mình chết chìm. Livestream thời gian, đạn mạc đã hoàn toàn điên cuồng. Ngoạ tàu. Đây là. Này là bình thường người có thể làm ra tới phát minh. Ta suy nghĩ không có, mọi người giúp ta tìm tìm. Mà vào lúc này, hứa dịp nhấn tẩy trắng nút ấn trong thùng nước thủy bắt đầu xoay tròn. cái nguyên lý này cùng sóng luân máy giặt quần áo giặt quần áo là một cái nguyên lý. phía dưới đĩa quay chuyển động kéo theo nước chảy xoay tròn. hứa diệp đầu cùng tóc bị xoay tròn nước chảy từng lần một cọ rửa. vào giờ khắc này, con mắt của trứng muối cũng trợn to. hắn nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính, cả người gần như cũng phải đứng lên rồi. dựng ngược rửa trồng cây chuối bằng đầu gội đầu, đây mới gọi là dựng ngược gội đầu a. trước mặt những người đó chỉ có thể coi là dựng ngược gội đầu. viện trưởng ngưu bức Trứng muối nhanh chóng ở trong màn đạn đánh ra hàng chữ này, đem gửi ra ngoài. Có video nha mầm non, đã áp vào lít á. Chương 298, bán kết, âm nhạc thiên, mở màn chiếu. Tăng thêm. Điều này đạn mạc từ livestream giang lăng qua đi sau đó, nhất thời giành được còn lại các khán giả công nhận. Vị này người chung phòng bệnh nói đúng, nhiệm vụ yêu cầu là dựng ngược gội đầu, không phải dựng ngược gội đầu. Ta tuyên bố, nhiệm vụ lần này viện trưởng chiến thắng. Người chung phòng bệnh môn, ta có chút muốn thể nghiệm một chút cái này dựng ngược gội đầu máy, ta có phải hay không là điên rồi. Livestream gian đạn mạc, từ hứa dịp biến thành dựng ngược tư thế, đầu vào vào thùng nước một khắc kia trở đi, cũng đã nổ. Nếu như không che giấu lời nói, sẽ phát hiện đạn mạc thật sự là quá nhiều. Mọi người ở thấy một màn như vậy sao, thật sâu cảm thấy một loại vô trợ cảm. Rất nhanh thì có dân mạng ở trong màn đạn nói chuyện. Ta liền nói cảm giác cái này có chút quen thuộc, mọi người nghe nói qua lúc trước một loại gọi là ngâm lồng heo hình phạt sao chính là đem phạm nhân bỏ vào lồng heo, ở mở miệng nơi bó lấy dây thừng, treo ngược lên thả vào giang hà bên trong chìm ngâm, tội nhẹ người để cho đầu lộ ra mặt nước, trọng tội người có thể làm cho chi không đỉnh, chìm ngâm đến chết. Điều này đạn mạc sau khi ra ngoài, tất cả mọi người cười phun. Lúc này ống kính hướng về phía chính đang gội đầu hứa dịp, ngược lại nhìn qua là không thế nào thư thích. Này kia kêu dựng ngược gội đầu máy A. À. Cái này gọi là hình cụ. Ta đột nhiên có một ý tưởng, nếu như có thể đem thùng nước làm lớn hơn một chút, đem cả người cũng bỏ vào, có phải hay không là có thể làm một cái dựng ngược tắm máy ta cũng có một cái ý nghĩ ta cảm thấy để cho nước chảy xoay tròn không được hẳn thủy không chuyển để cho người ta chuyển như vậy rửa sạch sau đem người cầm ra dựa vào lực ly tâm là có thể lấy mái tóc vắt khô rồi toàn bộ livestream thời gian đều bắt đầu thảo luận tới rồi cái này dựng ngược gội đầu máy còn lại ý nghĩ cái thế giới này cũng không có tây hồng thành phố nhà giàu nhất bộ phim này nếu không mà nói trong màn đạn nhất định là có nhân phải nói cái này hạng mục ta vương đa ngư đầu lúc này đạo diễn đem ống kính cho những người khác. Ánh mắt của Trình Thiên Lôi đã thừa ra, hắn khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Trầm Thiến cùng một vị khác ca sĩ nữ cũng không kém, bất quá hai nàng đem miệng che. Ống kính lại cho Lâm ca, còn có chung quanh xem náo nhiệt nông trường công việc. Toàn trường người sở hữu biểu tình giống nhau như đúc. Thấy những người này biểu tình, các khán giả liền càng vui vẻ. Nhìn người khác bị hành hạ khó chịu, so với chính mình khó chịu có ý tứ hơn nhiều. Rốt cuộc, hứa dịp đóng cửa tẩy trắng chức năng, nhấn thoát nước nút ấn. Trong thùng nước nước từ ống xả nước chảy đi ra ngoài. Chờ đến thùng nước nước chảy xong, hứa dịp đầu rốt cuộc không hề bị dìm ngập ở trong nước. Hắn lấy xuống trong miệng dùng để hô hấp ống nước, lấy xuống trên lỗ mũi mũi kẹp. Sau đó, hắn nhấn hơ khô nút ấn. Thùng nước phần đáy phun ra tốc độ cao khí lưu, đem hứa dịp tóc thổi ngã trái ngã phải. Tuy nói tư thế chướng tay gai mắt, nhưng ngươi liền nói điển thủ làm đi. Chờ thổi một lát sau, hứa dịp nhấn lên xuống nút ấn. Ván giường xoay chậm chậm để nằm ngang hắn cũng từ trên máy móc xuống. Hứa Diệp hướng về phía đánh giá quan đạo, các vị đánh giá quan môn, đây chính là ngược lại ta đứng thẳng gội đầu, mọi người cảm thấy thế nào? Đám kia đánh giá quan môn cũng không biết rõ nên nói cái gì, dứt khoát trực tiếp vỗ tay. Này cái máy thật sự là quá bất hợp lý rồi. Vượt quá bình thường đến mọi người trong lúc nhất thời thật không biết rõ nên đánh giá thế nào. Dựng ngược cùng gội đầu nhân gia cũng làm được, chính là cảm giác rất không được tự nhiên. Phân phát nhiệm vụ quan vội vàng nói, mời mã lục hoàn thành nhiệm vụ mã lục cười nói được rồi sau đó mã lục cũng dùng cái này dựng ngược gội đầu máy tắm một cái đầu hứa dịp cái này dựng ngược gội đầu máy làm thời điểm mã lục cũng là giúp một chút gội đầu thời điểm hắn còn thật vui vẻ cảm thấy rất có cảm giác thành công chờ mã lục cũng sau khi tắm xong phân phát nhiệm vụ quan đạo mời đánh giá quan môn đối mọi người nhiệm vụ hoàn thành tình huống tiến hành chấm điểm đánh giá quan môn cũng thảo luận đứng lên một lát sau sau cuối cùng điểm số đi ra phân phát nhiệm vụ quan lấy được rồi giấy thẻ sau tuyên bố đạt được nhiệm vụ lần này cao nhất phân là hứa diệp, 96 phân. Đây nếu là không lấy đệ nhất, nhất định là có màn đen A. Dựng ngược cội đầu máy tất cả đi ra, vậy làm sao đánh? Trình Thiên Vương, ta liền không nên tới. Tất cả mọi người bắt đầu vì Trình Thiên Lôi mặt niệm đứng lên. Hạng nhì chính là Trình Thiên Lôi, hạng ba là đồng dạng sử dụng dựng ngược cội đầu máy mã lục, sau đó hai vị là ca sĩ nữ. Thứ nhất đến ngược danh là dùng sợi dây treo ngược lâm ca. Nếu như không phải cái này dựng ngược cội đầu máy, Trình Thiên vương vững vàng đệ nhất A. À. Quả thật, Trình Thiên lôi động tác kỹ thuật hàm lượng là cao nhất, đáng tiếp viện trưởng trực tiếp đi một lớp hát cô kỹ thuật. Ta muốn mua cái này dựng ngược gội đầu máy, xin hỏi liên lạc ai vậy? Đang lúc mọi người thảo luận bên trong, lưu lãng âm nhạc lưu lạc thiên, livestream kết thúc. Livestream Giang cũng không có đóng cửa, mà là sẽ tuần hoàn phát ra trước mấy đợt xuất sắc sân khấu, tiếp tục giữ nhân khí. Hứa dịp bọn họ là quay trở về hàng thành, tiến hành cuối cùng tập luyện quay bộ bên trên, ở hứa diệp bọn họ rời đi livestream gian sau, dựng ngược gội đầu máy trực tiếp leo lên hot search. Sáng sớm hôm nay, ở hứa diệp bắt đầu làm việc sau đó, trên mạng vẫn ở thảo luận hứa diệp rốt cuộc có thể trêu gẹo ra thứ gì. Lần này đồ vật đi ra. Lưu Lãng âm nhạc tiếp mục tổ cũng hỏa tốc biên tập một cái dựng ngược gội đầu máy video đi ra. Này cái video rất nhanh phát cùng điểm đáng khen liền hơn 10 000 rồi, bình luận khu cũng thập phần náo nhiệt. Đề tài hứa diệp dựng ngược gội đầu máy trực tiếp leo lên hot search đệ nhất không ít không thấy livestream dân mạng, khi nhìn đến cái này dựng ngược gội đầu máy sau, như bị sét đánh. Không hổ là hứa dịp A. À. Cũng chỉ hắn có thể làm ra tới thứ này. Hứa dịp đầu bị dìm nước không rảnh sau khi, ta muốn biết rõ hắn có nghe hay không chính mình trong đầu tiếng nước chảy. Hắn làm minh tinh có chút khuất tài. Quay bộ bên trên, liên quan tới cái đề tài này thảo luận độ thật sự là quá cao. Vu Vi nhìn tiết mục thắt mọi mặt số liệu, hết sức hài lòng. Cao như vậy nhiệt độ, tối nay livestream, người xem khẳng định không thiếu được không có phát bệnh thời gian luôn là quá rất nhanh. 8 giờ tối, lưu lãng âm nhạc thứ 5 kỳ, âm nhạc thiên chính thức mở ra. 8 giờ đúng, livestream gian hình ảnh biến thành bán kết mở màn hoạt hình. Xem số người, ngay từ đầu chính là 800 vạn, hơn nửa số người còn đang kéo dài tăng lên trung. Cái tiếp mục này bây giờ quá phát hỏa. Buổi tối cũng là phần lớn người môn hưu nhàn giải trí thời gian, rất nhiều người đều lựa chọn xem lưu lãng âm nhạc. Làm mở màn hoạt hình sau khi kết thúc, hình ảnh đi tới livestream hiện trường lại là Hoắc Chu tới chủ trì a. Tiết Mục Tổ không phải ở hàng thành mà, mời Hoắc Chu tới chủ trì rất bình thường. Hắn chủ trì quá không ít game show, ở trong vòng cũng coi như có chút danh tiếng, rất nhiều game show đều thích tìm hắn tới chủ trì. Đi tới trên đài sau, Hoắc Chu cười nói, hiện trường người xem các bằng hữu, cùng với trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Sau đó, Hoắc Chu bắt đầu một đoạn miệng truyền bá. Bản tiết mục đích do sinh thái tốt sữa bò, thiên nhiên mùi vị thực sự đạo quan danh. Chờ đến tiết mục sở hữu tiền tài trợ quảng cáo toàn bộ đọc xong sau, hắn cười nói, trong lúc vô tình, lưu lãng âm nhạc đã bồi bạn mọi người hơn một tháng thời gian, trong một tháng này, có rất nhiều ca sĩ ở cái tiết mục này bên trong để lại xuất sắc sân khấu. Hoắc Chu tự nhiên làm theo đem lời đề dẫn tới ca sĩ trên người chúng, sau đó bắt đầu cho các khán giả giới thiệu rồi ca sĩ. Mỗi khi hắn đọc đến một cái tên người tự sau, cái kia ca sĩ sẽ cười nhìn gương đầu tỏ ý. Cuối cùng, Hoắc Chu đọc đến hứa dịp tên. Hắn là cự tinh ngày mai, là là nhạc tân tú, là ca khúc thiên tài, cũng có người gọi hắn là hỏa hoa viện viện trưởng, để cho chúng ta hoan nghênh ca sĩ. Làm Hoắc Chu nói tới chỗ này thời điểm, trong màn đạn, rất nhiều bệnh nhân cũng đánh ra hai chữ. Hứa Diệp. Ống kính cắt đổi được phòng nghỉ ngơi trên người Hứa Diệp. Hứa Diệp cười nhìn gương đầu vẫy vẫy tay, sau đó từ trên bàn cầm lên một tờ giấy trắng, đem giấy trắng để ở trước ngực. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng dùng màu sắc rực rỡ bút viết vài cái chữ to. Dựng ngược gội đầu máy thành mời người đầu tư đầu tư, tình hình rõ ràng mời hỏi ý kiến đây là một phòng làm việc lớn. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, chơi đùa vui vẻ, làm thêm giờ bằng hữu cũng không nên thương tâm, cự tuyệt tinh thần hao tổn máy móc, có chuyện trực tiếp nổi điên. Chương 299, Hảo huynh đệ của ta. Thấy cái này mời gọi đầu tư quảng cáo sau, các khán giả nhất thời liền vui vẻ. Còn băng khoan ngươi dựng ngược gội đầu máy đây. Đồ chơi này nếu có thể hỏa ta gục đứng thẳng gội đầu. Cá nhân ta cho là bây giờ đầu gió không phải dựng ngược gội đầu, hẳn là dựng ngược đi nhà cầu không thể đại quy mô lượng sản xác thực có chút tiếc nuối ta phỏng chừng chỉ có đại dương bờ bên kia fbi yêu cầu loại hình cụ này khoác chu khi nhìn đến hiện trường màn ảnh lớn truyền tin phòng nghỉ ngơi hình ảnh sau cũng sửng sốt một chút không hổ là hứa diệp quả nhiên danh bất hư truyền hắn cười nói hứa diệp ngươi có cái gì sẽ đối tác khán giả nói sao hứa diệp đem mời gọi đầu tư quảng cáo buông xuống cầm lên microphone nói ta đây nói đơn giản đôi câu chờ hứa diệp bắt đầu nói sau khoác chu mới ý thức tới hắn cái vấn đề này hỏi đến có bao nhiêu đường đột thật sự một cổ nghe lãnh đạo nói chuyện cảm giác. Từng cái nói mình nói đơn giản đôi câu nhân, căn bản không phải nói đơn giản đôi câu. Nhất hậu đây, hoắc chu hay lại là các đức hứa dịp. Được rồi, hứa diệp chúng ta thời gian có hạn, trước hết tới đây đi, mời các vị ca sĩ chuẩn bị thật tốt, vì mọi người mang đến xuất sắc biểu diễn. Đây nếu là không còn các đứt, chiếu hứa diệp như vậy, nói hai cái tiểu lúc không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hai giờ phỏng chừng còn không có nói đến mấu chốt. Livestream thời gian, lúc này đâm vào truyền bá tiếng vào một cái quảng cáo tại sao là quảng cáo à còn không bằng nghe viện trưởng nói nói nhảm đây viện trưởng nói nhảm nói càng ngày càng thành thạo a à. trong màn đạn người xem lập tức bày tỏ bất mãn bất quá cái này mọi người cũng sớm có dự liệu không thả quảng cáo lời nói tiếp một tổ cũng không tiền mời những thứ này ca sĩ tới a à. hậu trường sáu gã ca sĩ đều tại độc lập trong phòng nghỉ ngơi bởi vì giúp hát khách quý thân phận là bảo mật cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người không có ngồi chung một chỗ Hứa Diệp cùng Trần Vũ Hân ở trong một phòng. Hôm nay, Trần Vũ Hân mặc là một bộ màu bạc nửa người váy, làng váy ở trên đầu gối phương, không phải cái loại này gợi cảm quyến rũ phong cách, mà là đoan trang đại khí. Váy sợi tổng hợp đặc biệt, phía trên còn phản xạ quang mang. Từ tấn thăng một đường ca sĩ sau đó, Trần Vũ Hân bản thân khí tràng cũng phát sinh biến hóa. Khí đỏ có thể dưỡng nhân. Gần đó là người bình thường, ở có nhất định thân phận địa vị sau, trên người khí tràng cũng sẽ cải biến. Bây giờ Trần Vũ Hân ngồi ở chỗ này, rất có một bộ chị đại bộ dáng hôm nay bài hát này xác thực cũng cần nàng trạng thái cùng bài hát này ăn khớp ký tràng phải đủ nhưng mà trần vũ hân vẫn còn có chút thất thỏm hứa diệp ngươi từ có phải hay không là quá ít hứa diệp nghi ngờ nói thiếu sao ta cảm thấy được không ít a à, ta cũng không thiếu hát có thể ngươi đều là tự cấp ta cùng âm thanh a à, trần vũ hân nói hứa diệp khoát tay một cái cái này không trọng yếu được rồi tùy ngươi Trần Vũ Hân đối hứa dịp não đường về đoán là hiểu rõ, nàng có thể nghĩ đến làm bài hát này sau khi xuất hiện, mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Giúp hát khách quý thật sự đến giúp hát. Trong một phòng khác bên trong, Trình Thiên Lôi cùng Đặng Thanh như phân biệt ngồi ở một cái trên ghế salon. Đặng Thanh như người mặc lộ vai quần dài, nhìn qua cũng rất có khí chất, khóe miệng nàng chứa đựng nụ cười. Đối đẳng sẽ sân khấu, nàng đã không thể chờ đợi. Vẫn là câu nói kia, Trình Thiên Lôi cảm thấy Thiên Vương liên thủ tiểu thiên hậu sẽ không thua, Đặng Thanh Như cũng cảm thấy như vậy. Hôm nay, hai người bọn họ biểu diễn ca khúc, vẫn là Ngụy Đông An thao đao chế tác, có thể nói là vì hai người bọn họ vì bản thân chế tác riêng một ca khúc. Trình Thiên Lôi càng là dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt ổn định, ngón tay thậm chí ở ghế salon trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Trong miệng còn ở hừ nhẹ đến hôm nay uống quá ăn mừng rượu. Trên mạng rất nhiều sa điêu dân mạng còn cho hắn cái ngoại hiệu gọi là Trình lão nhị. Dù sao lên lưu lãng âm nhạc sau, Trình Thiên Lôi nhiều lần đều là lão nhị. Hôm nay, cái này lão nhị danh tiếng nên tháo xuống làm quảng cáo phát ra sau khi kết thúc, tiết mục chính thức bắt đầu. Làm dựng ngược gội đầu khiêu chiến một tên sau cùng, Lâm Ca dẫn đầu đăng tràng. Lâm Ca có chính mình công ty kinh doanh, hắn lần này lên đài, giúp hát khách quý là công ty bên trong một vị trẻ tuổi nam ca sĩ. Loại mô thức này cũng rất bình thường, thuộc về lão mang tân, có thể cho tân ca sĩ mang đến nhân khí, nếu như hát thật tốt lời nói, đối ca sĩ bản thân già vị tăng lên cũng rất có ích lợi. Tên nam tử này ca sĩ ở lúc mới bắt đầu sau khi, thanh âm còn có một chút không yên cái này làm cho rất nhiều chuyên nghiệp bình thẩm đoàn mặt người lộ bất mãn. Bất quá đến lúc phía sau, nam ca sĩ thanh âm liền ổn định lại. Lâm ca cùng vị này trong công ty hậu bối phối hợp cũng hết sức ăn ý. Một khúc sau khi kết thúc, Lâm ca trên trán còn ra nhiều chút mồ hôi. Livestream cùng thu âm game show quá không giống nhau, cho dù là chuyên nghiệp ca sĩ, ở livestream thời điểm cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lâm ca lại vừa là hoạt bát lại vừa là ca hát, nội tâm thập phần nóng rang. Đến bán kết sau, bình thẩm đoàn nhân phê bình đứng lên cũng càng thêm chặt chẽ cẩn thận rồi những dựa vào đó đến nhiều người nhãn cầu bình thẩm đoàn thành viên cũng không có lại nói lung tung chờ lâm ca xuống đài sau lần lượt đi lên chính là hai vị ca sĩ nữ trầm thiến giúp hát khách quý là một vị cùng nàng quan hệ rất tốt một tên ca sĩ nữ một vị khác ca sĩ nữ giúp hát khách quý chính là cùng công ty một vị ca sĩ này hai tổ biểu hiện trung quy trung cũ chờ đến tiền tam tổ diễn xuất sau khi kết thúc cuối cùng đã tới mã lục cùng đổng ngọc khôn hai người bọn họ đã sớm ở phía sau đài chờ làm hai người đi lên sân khấu sau toàn trường lập tức vang lên tiếng hoan hô động bức người mã tổ hợp livestream gian đạn mặt bên trên các khán giả cũng quét nổi lên đổng ngọc khôn cùng mã lục ngoại hiệu hai cái này ngoại hiệu bây giờ đã đi sâu vào lòng người quả nhiên là mã lục cùng đổng ngọc Khôn đồng thời a một chút lo lắng cũng không có cho nên hứa dịp trước cho đổng ngọc không phát bài hát thật chính là vì hôm nay ngươi đừng nói a mã lục cùng đổng ngọc khôn đều tốt soái a Mã Lục cùng Đổng Ngọc không vóc dáng cũng không thấp, hai người đều mặc âu phục, nhìn qua rất có loại. Đổng bức người và ngựa tổ hợp đã cùng sân khấu rồi, đẹp trai bức người tổ hợp cùng sân khấu sẽ còn xa sao? Mong đợi đẹp trai bức người tổ hợp cùng sân khấu. Không không, tỷ tỷ tới. Lai xin gian đạn mạc sôi trào. Mã Lục bằng vào hứa dịp cho hắn viết hai bài hát, thành công bắt lại trẻ tuổi phan. Mà Đổng Ngọc Khôn là bằng vào đôi bướm cùng ngươi là ta hoa hồng, bắt lại lớn tuổi phan. Lúc này hai người bọn họ cùng sân khấu sau, song phương phan tụng lại, từ trẻ tuổi đến lớn tuổi đều có. Mã lục đứng ở trên vũ đài, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đỗng Ngọc Khôn. Lúc này hắn tâm lý chỉ có một ý tưởng. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hắn xếp hạng hứa diệp trước mặt, tự muốn đem vùng cho chống lên tới. Tối thiểu, cũng phải nhường phía sau đi lên trình thiên lôi không dễ chịu. Đỗng Ngọc Khôn cùng ý tưởng của hắn là như thế. Có thể đứng ở trên cái vũ đài này, đã đủ rồi. Theo hiện trường tiếng hoang hô dần dần yếu bớt, phần sau sân khấu màn hình lớn bên trên, tên bài hát dần dần hiện ra. Tên bài hát Hảo huynh đệ của ta. Viết lời hứa dịp, soạn nhạc hứa dịp, biên khúc hứa dịp. Làm tên bài hát sau khi xuất hiện, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay cả ánh đèn cũng biến thành tối xuống, chỉ còn lại trên võ đài có một tầng nhàn nhạt ánh đèn, để cho mọi người có thể nhìn rõ ràng trên đài hai người. Là nói tình huynh đệ bài hát A. Lưu lãng trung phong cảnh, huynh đệ cũng là trong đó phong cảnh, không tật xấu. Mã tổ hợp cùng động bức người hát tốt huynh đệ, thật có ngươi a? À. các ngươi có phải hay không là cũng có một người cha kêu hứa diệp à? đạn mạc bên trên, các khán giả bắt đầu thảo luận. cái thế giới này, liên quan tới tình huynh để ca khúc cũng không thiếu, nhưng có thể chân chính để cho mọi người nhớ ca khúc thật không nhiều. hứa diệp tự cấp mã lục hai nhân tuyển bài hát thời điểm, cân nhắc đến hai người thanh âm điều kiện, chọn này một bài trên địa cầu truyền bá độ cực cao ca khúc. bài hát này thường xuyên chỗ cao ktv điểm bài hát trên bảng, đám bạn trên mạng trả lại cho bài hát này nổi lên cá biệt sưng. KTV tiểu thư án treo khúc. Không có nam nhân có thể cự tuyệt ở KTV hát bài hát này. Ca khúc nguyên hát là Tiểu Thẩm Dương cùng Cao nên tiếng, Tiểu Thẩm Dương không cần nói nhiều, đã là diễn viên cũng là ca sĩ. Cao Tiến thực ra công việc chủ yếu là phía sau mà người chế tác, đi làm thêm là ca sĩ, hắn viết qua bài hát rất nhiều, tỉ như Lý Ngọc Cương biểu diễn vừa vặn gặp ngươi, chính là hắn tác từ tác khúc. Liên quan tới ái tình bài hát quá nhiều, sẽ tới một bài tình huynh đệ ca khúc đi. Lúc này, khúc nhạc dạo âm thanh vang lên mã lục nắm chặt microphone ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm rất sớm trước cũng đã nói mã lục đó là internet thân phận của ca sĩ xuất đạo tại hắn mới xuất đạo thời điểm trên internet nóng bỏng nhất vài bài hát một nửa đều là hắn những thứ này ca khúc tác giả đều là hắn một người bạn một cái tốt huynh đệ sau đó hai người náo loạn mâu thuẫn sau mỗi người một ngã từ đó về sau mã lục sự nghiệp liền tiến vào bình cảnh kỳ đối vị bằng hữu kia mã lục tình cảm là phức tạp cho nên hắn đang cùng Đổng Ngọc không tập luyện bài hát này thời điểm, có đến vài lần cũng nước mắt chảy xuống. Lúc này, Đổng Ngọc không bắt đầu hát lên. Ở ngươi huy hoàng thời điểm, để ta hát cho ngươi một bài. Hảo huynh đệ của ta, trong lòng đau khổ ngươi nói cho ta. Phía trước đại lộ cùng đi, cho dù là sông cũng đồng thời quá. Khổ một chút mệt một chút lại có thể tính gì chứ. Tiếng hát vang lên sau, hiện trường các khán giả tự động quơ múa lên rồi thổi phát sáng. Rất hiển nhiên, đây là một bài để ý ca khúc. Mã Lục đã đại nhập đến ca khúc tâm tình bên trong, hắn hát nói. Ở thời điểm ngươi cần đến ta, ta tới cùng ngươi đồng thời trải qua. Nhân sinh hiếm thấy lên lên xuống xuống, vẫn là phải kiên cường sinh hoạt. Khóc qua cười qua ít nhất ngươi còn có ta. Làm đoạn này sau khi hát xong, Mã Lục nhìn về phía Đổng Ngọc Khôn. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, cùng kêu lên hát lên. Có ca khúc, vốn là tràn đầy cảm tình. Làm hai người âm thanh vang lên sau, không ít bình thẩm đoàn trên mặt người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn này thang âm rất cao, trước đó, Mã Lục cùng Đổng Ngọc Khôn cũng không có hiện ra quá phương diện tài năng này. Chỉ bất quá, so với thang âm càng khiến người ta lộ vẻ xúc động là ca từ phòng trong sắc mặt. Tình nghĩa bằng hữu nha còn cao hơn trời so với địa còn bát ngát, những năm tháng kia chúng ta nhất định sẽ nhớ. Tình nghĩa bằng hữu nha chúng ta kiếp này nhất đại nạn. Giống như một ly rượu, giống như một bài bài hát cũ. Hát xong một câu cuối cùng sau, Mã Lục cùng Đổng Ngọc Khôn nhìn nhau cười một tiếng. Đối Mã Lục mà nói, hắn đã từng bằng hữu đã đi rồi, hai người sau này cũng không khả năng về lại với được rồi. Nhưng bây giờ hắn có bạn mới. Tân huynh đệ. Bây giờ hắn tâm lý khổ, có người có thể nói. Làm bao nhiêu bộ giải trí, cuối cùng cũng gặp một tác giả viết bài này cười miễn, video đã ác, mọi người vô coi thử a. À. Chương 300, chuyện này sẽ là ngươi đời này nóng bỏng nhất một ca khúc. Livestream thời gian, ở hai người sau khi hát xong, đạn mặt bột phát lần nữa. Em tai a, à, muốn ta huynh đệ. Thấy hai người bọn họ ở trên đài ca hát, không giải thích được muốn khóc, cũng không dễ dàng a. À. Tốt huynh đệ, cả đời, mãi mãi cũng sẽ không quên. Kinh thành, một tòa trong căn hộ. Một người nam nhân ngồi ở trên ghế salon, xem tivi phòng trong sắc mặt. Ở mã lục bởi vì tình yêu không chia tay, bài hát này lần nữa làm việc lại sau, hắn cũng đã chú ý tới. Nhưng đi qua sự tình đã qua, rất nhiều chuyện cũng không cần phải nhắc lại. Rất nhiều lúc, nhân chỉ là ở một cái chính xác thời gian làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng sự tình kết quả, có thể sẽ không là ngươi muốn kết quả. Nam nhân cầm lên trên bàn trà chai rượu, rót cho mình một chén rượu. Hắn bưng chén rượu lên, hướng về phía tivi kính xuống. Huynh đệ, chúc ngươi một đường thuận phong đi. Nói xong câu đó, nam nhân đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trong tivi lại lần nữa truyền đến mã lục thanh âm. Nhân sinh hiếm thấy lên lên xuống xuống, vẫn là phải kiên cường sinh hoạt. Livestream hiện trường, mã lục cùng đổng ngọc không cao giọng hát. Bài hát này ca từ cũng không có gì huyễn kỹ địa phương, chính là bình dị, chính là giản dị thẳng thừng mado ngụy đông an ngồi ở trước máy truyền hình chân mày cau lại không dễ làm a à, không dễ làm a à. ngụy đông an có thể cảm nhận được bài hát này truyền đạt tình cảm cho dù là hắn đều có một cổ đem bài hát này bài hát đang trùng động xác thực rất êm tai cho nên hứa dịp chính mình muốn ca hát sẽ là cái gì ngụy đông an hoàn toàn không đoán ra được mã lục cùng đổng ngọc không bài hát đều như vậy hứa dịp bài hát đến quá mức tới trình độ nào trên võ đài Mã Lục cùng Đỗng Ngọc Khôn đã hát đến cuối cùng. Tình nghĩa bằng hữu nha chúng ta kiếp này nhất đại nạn. Giống như một ly rượu giống như một bài bài hát cũ. Hát tới đây thời điểm, hai người đã ôm với nhau. Nhịp điệu dần dần trở nên hòa hoãn lại. Một câu cuối cùng ca từ, hai người hát đi ra. Giống như một ly rượu, giống như một bài bài hát cũ. Một khúc kết thúc, dưới trận tiếng vỗ tay lôi động. Livestream thời gian, đạn mạc đã xoát bình. Chuẩn bị bài hát đơn rồi chờ KTV có cùng huynh đệ đồng thời hát. Bài hát này quá êm tai rồi, rất thích hợp ta. Nếu như mã tổ hợp cùng đổng bức người là tốt huynh đệ, khi hứa diệp rốt cuộc nên lấy cái dạng gì thân phận cùng bọn họ sống chung. Bài này, hảo huynh đệ của ta, chỉ cần nghe một lần, là có thể ghi nhớ trong đó nhịp điệu cùng ca từ. Đây cũng là hứa dịp viết ca khúc đặc điểm. Hắn bài hát rất nhiều cũng thuộc lầu lầu, truyền bá độ cực cao. Một khúc sau khi kết thúc, Hoắc Chu leo lên sân khấu. Cảm tạ mã tổ. Mã Lục cùng Đổng Ngọc Khôn vì mọi người mang đến bài này, hảo huynh đệ của ta. Hoắc Chu chuỗi tràng từ sau khi nói xong, chính là người xem bỏ phiếu bộ phận. Đến thời gian sau, Hoắc Chu để cho bình thẩm đoàn bắt đầu phê bình. Làm thưởng thức nhất hứa dịp người bình phẩm âm nhạc, Trương Nghiêu thứ nhất cầm lên microphone. Bài hát này cá nhân ta thích vô cùng, chúng ta ở nhân sinh lưu lạc đường đi chung, yêu cầu thân nhân, yêu cầu người yêu, cũng cần huynh đệ đi cùng. Bài hát này rất để ý. Sau đó, còn lại bình thẩm đoàn nhân cũng lần lượt phê bình bọn họ phê bình không phải mã lục cùng đổng ngọc không ca hát mà là hứa diệp viết ca khúc này còn có cái gì được rồi làm phê bình sau khi kết thúc hoắc chu cười nói phía dưới mời các vị giám khảo lão sư bắt đầu chấm điểm lần này bình thẩm đoàn mỗi người chấm điểm đều là công khai người đánh bao nhiêu phân quan chúng đều có thể nhìn đến cuối cùng bình thẩm đoàn điểm số cũng là trực tiếp công bố cái này cũng có thể để cho bình thẩm đoàn người đang chấm điểm bên trên không dám làm bậy dù sao nếu như ngươi cho một thủ phổ thông ca khúc cao phân sẽ bị người xem mắng lên hót xớt. Trừ phi là cái loại này nhiều người nhãn cầu người bình phẩm âm nhạc thích bị chửi, còn lại người bình phẩm âm nhạc vẫn là phải mặt. Ca khúc hảo huynh đệ của ta lấy được số điểm là 90. 9 phân. Số điểm sau khi xuất hiện, Mã Lục cùng Đỗng Ngọc Khôn cũng cười nói cảm ơn. Sau đó, hai người đi xuống sân khấu, đi tới vì bọn họ chuẩn bị chuyên dụng chỗ ngồi. Sân khấu chỗ lối đi, Trình Thiên Lôi cùng Đặng Thanh Như đã bắt đầu chờ đợi. Chờ đến Hoắc Chu tuyên bố sau, hai người bắt đầu lên đài làm đặng thanh như sau khi xuất hiện, lai sim giang đặng mạc lại lần nữa sôi sùng sục. Ngoạ tàu. là đặng thanh như a à. quá đẹp đi. trình thiên lôi lại thật hợp tác với đặng thanh như nữa à, ta giải mộng rồi. ta liền nói hai người bọn họ trước mở thế nào mới lẫn nhau di chuyển, thì ra thật có hợp tác a. À. rất nhiều tiểu bạch người xem còn cảm thấy trình thiên lôi hợp tác với đặng thanh như là đang ở hai người chuyển động cùng nhau sau đó mới đạt thành. trên thực tế, nào có cái gì đột nhiên tới chuyển động cùng nhau a. À? thiên vương cùng tiểu thiên hậu cùng sân khấu biểu diễn cho các khán giả cảm giác tự nhiên không bình thường vô địch vô địch viện trưởng nguy hiểm xem ra viện trưởng lần này chỉ có thể cầm đệ nhị bất quá bại bởi cái này tổ hợp cũng thật bình thường cho viện trưởng dân hương mặt niệm hỏa hoa viện bệnh nhân môn khi nhìn đến này một đôi tổ hợp sau khi xuất hiện trực tiếp mở ra nén bi thương kiểu thế thì còn đánh như thế nào hứa diệp phải thua không thể nghi ngờ hứa diệp giúp hát khách quý trên mạng sớm có suy đoán, trên căn bản có thể xác định là Trần Vũ Hân. Mặc dù bây giờ Trần Vũ Hân xu thế cũng rất mạnh, nhưng cùng đặng thanh như so với, còn kém xa đây. Hỏa hoa viện bệnh nhân môn tâm tính ngược lại là cũng rất tốt. Viện trưởng lần sau đơn sát Trình Thiên Lôi đi. Thả Trình Thiên Lôi một cái, cho Thiên Vương một chút mặt mũi. Không sao á, viện trưởng có thể thua một lần, Trình Thiên Vương còn thua được sao? Lúc này, múa đài đại trên màn ảnh, xuất hiện tên bài hát. Tên bài hát Tâm Tại Lưu Lãng bài hát này là vì cái này chủ đề vì bản thân chế tác riêng. trình thiên lôi cùng đặng thanh như cũng ham hở. làm ca khúc bắt đầu sau, các khán giả cũng đều bị cuốn hút đến. hai gã thực lực hát đem mang đến sân khấu tự nhiên không bình thường. tiếng hát vang vọng. livestream giang, trình thiên lôi cùng đặng thanh như phan ca nhạc đã điên cuồng xoát bình. vô địch. còn có ai? hứa diệp tính là gì a? xứng sao cùng cái này tổ hợp đối kháng? chết cười chính là hai cái hứa diệp cũng không có biện pháp thắng nổi cái này tổ hợp được rồi ta tuyên bố đây chính là năm nay âm tống mạnh nhất sân khấu hỏa hoa viện bệnh nhân môn ngược lại không nói gì thật không cần phải cùng đám này điên cuồng phan ca nhạc lẫn nhau bình phun mọi người tâm tính rất ôn hòa thua thì thua ngược lại thua không mất mặt làm trình thiên lôi cùng đặng thanh như biểu diễn sau khi kết thúc dưới đài tiếng vỗ tay lôi động tâm tại lưu lãng bài hát này biểu diễn độ khó là rất cao một loại ca sĩ căn bản là không có cách khống chế bài hát này ở tình cảm truyền đạt bên trên thiên vương thiên hậu dĩ nhiên là không nói trong phòng nghỉ ngơi nhân viên làm việc nhắc nhở hứa diệp hai người chuẩn bị lên đài hứa diệp vẻ mặt dễ dàng đứng dậy trần vũ hân sắc mặt có chút ngưng trọng hứa diệp quay đầu chú ý tới trần vũ hân biểu tình hắn cười nói trần tỷ chớ khẩn trương trần vũ hân nói ta ngược lại thật ra không khẩn trương ta chỉ là lo lắng ta kéo ngươi chân sau hứa diệp cùng trình thiên lôi một mình đấu đem trình thiên lôi đánh bại. Kết quả giúp hát thời điểm thua. Khi nguyên nhân nhất định là xuất hiện ở trên người Trần Vũ Hân A. Trần Vũ Hân áp lực, chưa bao giờ có lớn như vậy quá. Hứa Diệp lắc đầu một cái, nói, cản trở. Không tồn tại, bài hát này liền nhờ vào ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, bài hát này hát đi ra, sẽ là ngươi đời này nóng bỏng nhất một ca khúc, không thể nào còn nửa bài hát so với bài hát này còn phát hỏa. Trần Vũ Hân sửng sốt một chút. Thật tốt hát là được, còn lại giao cho người xem. Hứa Diệp nói. Trần Vũ Hân gật đầu một cái, nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh tới. Hứa Diệp còn từ chưa từng bị thua. Đã như vậy, vậy thì toàn lực ứng phó, vì người xem hiện ra một cái võ đài tốt nhất đi. Trên võ đài, bình thẩm đoàn môn phê bình cũng kết thúc. Trình Thiên Lôi cùng Đặng Thanh Như cuối cùng điểm số là 93. 6 phân. Đây là lưu lãng âm nhạc tự khai truyền bá tới nay, xuất hiện bình thẩm đoàn cao nhất phân. Cái này điểm số, Trình Thiên Lôi rất hài lòng. Hắn lần này không chỉ phải đem hứa Diệp đè xuống, còn phải bằng cao phân đem hứa Diệp ngăn chặn gắt cao.